Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 145. Mà đúng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyên, Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng, một thanh dao găm đã đặt ngang trên cổ họng hắn. Sát thủ siêu thần cảnh. Hơn nữa còn là hai cao thủ siêu thần cảnh. Đạo nhất đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi thua rồi. Nhưng, ta có thể cho ngươi một cơ hội nữa, nhớ kỹ, một cơ hội cuối cùng. Diệp Huyên nhìn chằm chằm đạo nhất, ta mới phá phàm. Đạo nhất lạnh lẽo nhìn Diệp Huyên, kẻ địch của ngươi sẽ bởi vì ngươi yếu mà thương hại ngươi sao? Hay là, ngươi hy vọng kẻ địch của ngươi nói công bằng với ngươi? Tỉnh lại đi, kẻ địch của ngươi sẽ không bởi vì ngươi mới phá phàm cảnh mà không giết ngươi, càng sẽ không thương hại ngươi. Nói xong, nàng ta lùi sang một bên, mà sát thủ sau lưng Diệp Huyên cũng lặng lẽ biến mất. Trên ngọn núi này, một người đàn ông trung niên cầm trường đao trong tay đang đứng đó. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía quan tài chứa mộ Niệm Niệm, tay phải siết chặt. Đạo nhất nói, nhớ kỹ, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội nào nữa. Nếu như ngươi thất bại, ngươi sẽ không chết, nhưng Niệm Niệm cô nương sẽ chết. Mà trò chơi sẽ không kết thúc, sau khi nàng ta chết, bên trong sẽ chứa người khác, người thân nhất của ngươi. Diệp Huyên im lặng một lát, hắn đứng dậy đi về nơi xa, trong khoảnh khắc bước ra bước đầu tiên, hắn dứt khoát thúc động huyết mạch chi lực. Uỳnh. Trong chớp mắt, cả người Diệp Huyên biến thành một người máu. Sát thủ siêu thần cảnh. Diệp Huyên rất rõ ràng thực lực của sát thủ này, chỉ sau Tiểu Mộ, hắn muốn chiến thắng sát thủ này, cũng chỉ có dốc hết sức mình. Tất cả át chủ bài. Diệp Huyên chậm rãi đi về nơi xa, khi hắn đi đến chân núi, một tia sáng sắc lạnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau hắn. Lúc này Diệp Huyên khởi động kiếm vực. Nhưng kiếm vực vừa xuất hiện đã bị thanh dao găm kia đâm nát, mà cũng chỉ trong nháy mắt đó, Diệp Huyên đột nhiên xoay người đâm một kiếm ra. Nhưng mà, trong giây phút hắn vung kiếm, sát thủ kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Một kiếm này rơi vào khoảng không. Trong lặng lẽ, ngực trái Diệp Huyên đột nhiên nứt vỡ, dòng máu tươi chậm rãi tràn ra. Diệp Huyên quay người tiếp tục tiến về phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước. Lại có một tia sáng sắc lạnh xuất hiện trước mặt hắn, lần này, tia sáng đó chém thẳng vào cổ họng hắn. Diệp Huyên phản ứng cực nhanh, nghiêng người chợt lóe. Xoẹt. Một thanh dao găm lướt qua cổ họng Diệp Huyên. Diệp Huyên đang muốn ra tay, sát thủ kia lại đã biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Huyên bước lên trước một bước, trong khoảnh khắc hắn vừa bước lên kia, một thanh dao găm đột nhiên xuất hiện sau gáy hắn, Diệp Huyên không quay người. Mà cổ tay xoay một cái, đâm kiếm về phía sau. Cách đánh cùng đến chỗ chết. Nhưng mà, một kiếm này của hắn lại đâm vào không khí, bởi vì sát thủ kia đã biến mất, còn sau gáy hắn thì có một vết dao găm thật sâu. Đối phương không lựa chọn cùng chết với hắn, bởi vì đối phương có ưu thế rất lớn, căn bản không cần cùng chết. Diệp Huyên đứng yên ngay tại chỗ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cỗ quan tài kia, thời gian của hắn không nhiều lắm. Hắn biết, đạo nhất không dọa hắn, nàng ta sẽ thật sự giết Niệm tỷ. Một lát sau, Diệp Huyên khẽ nói, đạo nhất, ngươi nói lời giữ lời sao? Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, chỉ cần ngươi sờ được vào chiếc quan tài này, ta sẽ thả nàng ta. Diệp Huyên gật đầu, được. Vừa dứt lời. Uỳnh. Cơ thể Diệp Huyên lập tức bốc cháy. Không phải thiêu đốt thọ mệnh, mà là thiêu đốt linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, đạo nhất ngây ngẩn cả người. Lấy mạng đổi mạng. Hắn muốn dùng mạng mình đi cứu mạng của mộ Niệm Niệm. Đốt hồn. Không thể không nói, giây phút này đạo nhất quả thật hơi bối rối. Nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại dứt khoát lựa chọn đốt hồn. Lúc này, Tai Ách chợt xuất hiện bên cạnh đạo nhất, Tai Ách nhìn Diệp Huyên đang thiêu đốt linh hồn ở nơi xa, khẽ nói, ngươi ép quá ác. Đạo nhất không nói gì. Nơi xa, sau khi Diệp Huyên đốt hồn, chân phải chợt dẫm mạnh một cái, cả người phóng lên tận trời. Bù. Tiếng kiếm vang tận trời xanh. Chết. Giây phút này, Diệp Huyên thật sự là tự tìm đường chết. Cũng không phải là hắn muốn chết, mà là hắn không thể không chết. Đối mặt với hai vị cao thủ siêu thần cảnh, ngoài đốt hồn ra thì hắn thật sự không còn cách nào khác.
nếu có chút xíu cách nào khác, hắn đều sẽ cố gắng liều mình một phen. Nhưng mà thật sự không còn cách nào. Hắn chỉ là phá phàm cảnh. Đối mặt với hai vị cao thủ siêu thần cảnh, ngoài đốt hồn ra thì hắn thật sự không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể lựa chọn đốt hồn, liều một lần cuối cùng. Nếu như có thể cứu Niệm tỷ, tất nhiên là tốt nhất, nếu như không thể, vậy thì cùng chết với Niệm tỷ. Thoáng chốc, Diệp Huyên đã đi đến trước mặt quan tài, mà lúc này, một thanh đại đao hung ác bổ về phía hắn. Diệp Huyên đâm một kiếm ra. Hắn liều mạng chém ra một kiếm. Uỳnh! Kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyên từ không trung rơi xuống. Giữa không trung, Diệp Huyên nhìn cỗ quan tài chứa mộ Niệm Niệm, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Niệm tỷ, xin lỗi, ta cố gắng hết sức rồi, xin lỗi. Nói xong, từ trong mắt của hắn, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy ra. Hắn có rất nhiều bận lòng, Diệp Liên, An Lan Tú, Tiểu Ách, Thanh Nhi, còn cả những người còn lại của bất tử đế tộc, còn cả vũ trụ ngũ duy còn rất nhiều rất nhiều. Hắn cũng muốn sống, muốn bảo vệ những người hắn quan tâm đó, muốn gặp Diệp Liên, muốn gặp Thanh Nhi, muốn gặp An Lan Tú, muốn gặp Trương Văn Tú, muốn gặp Thác Bạt Ngạn ở Khương Quốc xa xôi. Nhưng mà, thật sự không còn cách nào. Hắn cố hết sức rồi. Hắn thật sự cố hết sức rồi. Thời gian dần trôi, tất cả mọi người càng ngày càng mơ hồ. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, Thanh Nhi, không cần cứu ta nữa. Ta thật sự rất mệt mỏi, ta, muốn, nghỉ ngơi. Ngay khi Diệp Huyên sắp rơi xuống đất thì một bàn tay đã kéo hắn lại. Đạo Nhất. Đạo Nhất giữ lấy Diệp Huyên, tay trái nàng ta nhẹ nhàng để trước ngực Diệp Huyên, linh hồn bùng cháy trong cơ thể Diệp Huyên lập tức bình tĩnh lại. Đạo Nhất nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Diệp Huyên, khẽ nói, mệt rồi thì nghỉ ngơi chút đi. Tai Ách liếc nhìn Đạo Nhất, người thật sự tiêu diệt bất tử đế tộc rồi sao? Đạo Nhất nói, người nói xem. Tai Ách lắc đầu, người sẽ không tiêu diệt bất tử đế tộc, bởi vì ngươi không bao giờ làm hắn đau lòng. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên trong lòng, khẽ cười nói, ta cũng không bao bọc hắn đến vậy. Tai Ách nhìn Đạo Nhất, tại sao muốn khiến hắn hận ngươi? Đạo Nhất khẽ chạm mặt Diệp Huyên, Tai Ách, các ngươi đều sống quá an nhàn. Kể cả chủ nhân, cái gì chủ nhân cũng nghĩ rất tốt đẹp, nhưng, hắn lại xem nhẹ một điểm, mộng tưởng thì đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc, rất tàn khốc. Nói rồi, tay trái nàng ta nắm lấy bàn tay đã rạn nứt của Diệp Huyên, rất nhanh chóng, vết thương trên người Diệp Huyên được chữa trị từng chút một. Đạo Nhất lại nói, chỉ có mất đi mới hiểu được chân quý. Nếu không khiến hắn đánh mất thì hắn sẽ không biết được những thứ hiện tại đang có quý giá đến nhường nào, nếu không khiến hắn tuyệt vọng thì hắn sẽ không biết những ngày tháng hiện tại tốt đẹp ra sao. Chỉ có khi đã mất mát, đã tuyệt vọng, từng vô lực, từng muốn chết, thì hắn mới trưởng thành. Mà nếu hắn không trưởng thành, sau này sẽ lại càng tuyệt vọng hơn. Tai Ách trầm giọng nói, người dị duy. Đạo Nhất khẽ lắc đầu, chớ hỏi nữa. Biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt gì. Nói xong, nàng ta ôm Diệp Huyên đứng dậy. Tai Ách quay người nhìn quan tài ở trên đỉnh vách núi, bên trong quan tài đã trống rỗng. Một lúc sau, Tai Ách quay người rời đi. Một nơi nào đó trong tinh không, bên trong gian phòng trúc. Trên bàn có một cái tiểu tháp. Đây là nơi cư ngụ của Đạo Nhất. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên đi ra, nhìn thấy Đạo Nhất, tiểu tháp vội trốn qua một bên. Đạo Nhất không quan tâm tiểu tháp, nàng ta đi đến bên giường, trên giường là một cô gái đang nằm, cô gái không phải ai khác mà chính là Mộ Niệm Niệm. Đạo Nhất khẽ cười, tỉnh lại. Vừa dứt lời, Mộ Niệm Niệm đột nhiên mở bừng mắt, khi nàng nhìn thấy Đạo Nhất. Mộ Niệm Niệm nói, pháp tắc vũ trụ. Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy. Mộ Niệm Niệm nhìn Đạo Nhất, tại sao lại bỏ qua ta? Đạo Nhất chợt cười, nàng ta lấy ra một cuốn sách cổ để trước mặt Mộ Niệm Niệm, Niệm Niệm cô nương, kể từ bây giờ, cô cứ ở nơi này tu luyện cho tốt. Còn hắn, cô không cần lo nữa, các ngươi càng quản nhiều thì càng hại hắn thôi, bởi vì sau này, khi các ngươi đều đã vô lực thì các ngươi đều sẽ rất tuyệt vọng. Nói rồi, nàng ta quay người rời đi, khi đi đến cửa, nàng ta liếc nhìn tiểu tháp trong góc phía xa, tiểu tháp, nghiêm túc chút đi, nếu không ta sẽ đập vỡ ngươi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Tiểu tháp.
Trong phòng trúc, Mộ Niệm Niệm nhìn cuốn sách cổ trước mặt, im lặng không nói. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên chậm chậm mở mắt, đập vào mắt là một hồ nước, mặt hồ tĩnh lặng, sóng nước dập dờn. Lúc này, giọng nói đạo nhất đột nhiên vang lên từ bên cạnh Diệp Huyên, tỉnh rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn qua, đạo nhất ngồi bên cạnh hắn, lúc này đang mỉm cười nhìn hắn. Diệp Huyên khẽ nói, ta vẫn chưa chết sao? Đạo nhất cười nói, có phải ra thất vọng không? Diệp Huyên khẽ gật đầu, có một chút. Đạo nhất cười nói, muốn chết, nào đơn giản vậy? Diệp Huyên nhìn đạo nhất, Niệm tỷ, nàng ấy vẫn còn sống đúng chứ? Đạo nhất do dự chốc lát, rồi gật đầu. Nàng ta không muốn kích động Diệp Huyên. Nghe vậy, Diệp Huyên quay người nhìn mặt hồ phía xa, hắn tựa người trên thềm đá, không nói lời gì. Lúc này, đột nhiên hắn lại cảm thấy khá thoải mái. Như phát hiện ra gì đó, Diệp Huyên bỗng mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Diệt phàm cảnh. Bản thân vậy mà đã đạt đến diệt phàm cảnh rồi. Diệp Huyên có chút ngây người. Lúc này, đạo nhất ở bên cạnh cười nói, là do ngươi liều mạng cả đấy. Diệp Huyên liếc nhìn đạo nhất, muốn chết thì có thể đột phá. Đạo nhất cười nói, nhưng không đơn giản như vậy. Sở dĩ ngươi có thể đột phá, còn có một nguyên do, chính là 1-2 tháng trước đó ngươi đã cảm ngộ được. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi. Đạo nhất bỗng chỉ về mặt hồ phía trước, nhìn thấy những con cá kia không? Diệp Huyên nhìn về mặt hồ, trong hồ có rất nhiều cá đang bơi. Đạo nhất cười nói, nếu ngươi và ta ở đây đánh một trận, ngươi nghĩ những con cá này sẽ thế nào? Diệp Huyên nói, sẽ chết. Đạo nhất gật đầu, thật ra, trong vũ trụ mênh mông này, có rất ít người có thể nắm giữ được vận mệnh của bản thân. Có rất nhiều người của vũ trụ này thường nói nghịch thiên cải mệnh, thật ra, cũng chẳng ai có thể thật sự nắm giữ vận mệnh mình. Đương nhiên, ba vị kiếm tu sau lưng người kia là ngoại lệ. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, cô có thể nói cho ta biết rốt cuộc cô muốn làm gì không? Đạo nhất cười nói, suy nghĩ của ngươi sai rồi. Hiện tại chuyện ngươi phải nghĩ là, nếu ta đã không giết ngươi thì ngươi nên lợi dụng điểm này để trở nên mạnh hơn. Còn về chuyện khác, ngươi biết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Diệp Huyên gật đầu, được. Diệp Huyên đột nhiên vung tay phải, mặt hồ phía xa bỗng chốc biến thành một quầng sáng khổng lồ. Trong quầng sáng đó là cảnh tượng mà Diệp Huyên và sát thủ kia giao tranh trước đó. Trước đó, Diệp Huyên không nhìn được sát thủ kia, chỉ có khi sát thủ kia ra tay, hắn mới có thể phát hiện ra, nhưng lúc này, hắn đã có thể nhìn thấy sát thủ kia, kể cả bây giờ, ngay cả suy nghĩ của sát thủ là gì hắn cũng có thể cảm nhận được. Diệp Huyên nhìn đạo nhất, có chút khó tin. Đạo nhất cười nói, biết khuyết điểm của chính mình rồi sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, biết rồi. Lúc này hắn có thể biết được suy nghĩ của sát thủ kia, đương nhiên cũng biết khuyết điểm của mình, vì hắn phát hiện ra, bất kỳ suy nghĩ hay phản ứng nào lúc đó cùng mình cũng đều nằm trong dự đoán của sát thủ cả. Quan trọng nhất là, hắn phát hiện ra sát thủ này đã tự hạ cảnh giới rồi. Trong lúc sát thủ này ám sát hắn, thì chính là phá phàm cảnh. Hắn không phải bị cảnh giới áp chế, mà là bị ý thức chiến đấu áp chế. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên có chút xấu hổ, bản thân còn nghĩ rằng sát thủ đang khi dễ mình. Đạo nhất cười nói, lúc trước, người vẫn luôn cảm thấy chính mình là vô địch, hiện tại thì sao? Diệp Huyên trầm mặc một lúc rồi nói, tự cao rồi. Đạo nhất khẽ cười, hiểu là tốt rồi. Khi ngươi cho rằng mình là bất khả chiến bại, đây là một kiểu tự mãn, cũng giống như một cái ly, nếu cái ly này đựng đầy nước thì sẽ rất khó chứa cái khác nữa. Trăng tròn thì khuyết. Nước đầy thì tràn, người hài lòng thì kiêu ngạo. Nói rồi, nàng ta nhìn quầng sáng trên mặt hồ trước mặt, xem cho kỹ, học hỏi cho tốt, đừng chỉ xem các ngươi chỉ là giao đấu vài trận, nhưng vài trận này cũng chứa rất nhiều thứ, nếu ngươi có thể nhìn thấy thì ngươi sẽ nâng cao được rất nhiều. Nói xong, nàng ta đứng dậy đi vào gian phòng trúc. Ở bên hồ, Diệp Huyên nhìn quầng sáng trước mặt, hắn xem rất nghiêm túc. Mỗi lần xem lại, đều có được thu hoạch mới. Trong phòng trúc, đạo nhất ngồi xuống trước bàn cờ, đối diện nàng ta là Tai Ách, mà sau lưng Tai Ách là Tiểu Ách. Tiểu Ách cũng ở đây. Ánh mắt Tiểu Ách vẫn luôn tập trung trên người Diệp Huyên. Tai Ách bỗng nói, lão bát đâu?
Đạo Nhất cười nói, đang ẩn nấp dưới hạ giới. Tai Ách trầm giọng nói, ban đầu chủ nhân nhìn thấy người bảo vệ của nàng ta thì đã là khổ rồi, nhưng lúc đó, nàng ta lại không hiện thân. Đạo Nhất cười nói, nàng ta không dám. Một là sợ ta, hai là sợ kiếm tu sau lưng chủ nhân kia, kiếm tu đó tính khí nóng nảy, nếu nàng ta hiện thân, e là sẽ lập tức bị giết chết. Tai Ách gật đầu, rồi lại hỏi, tiếp theo ngươi định làm gì? Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên ở bên ngoài, để hắn trưởng thành. Tai Ách nhíu mày, Đạo Nhất cười nói, ta sẽ đổi cách. Tai Ách nhìn Đạo Nhất, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Đạo Nhất khẽ cười nói, A Mệnh nói không sai, là ta phản bội chủ nhân. Tai Ách lắc đầu, ta và Lão Cửu Luân hồi pháp tắc thì đều là người cuối cùng gặp chủ nhân, mà chủ nhân nói, muốn chúng ta đừng trách ngươi. Đạo Nhất lắc đầu, nhẹ giọng nói, chúng nhân là một kẻ ngốc. Tai Ách nhìn Đạo Nhất, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Đạo Nhất cười nói, ta không muốn nói. Tai Ách khẽ gật đầu, được. Nói rồi, ả ta chợt ngừng lại rồi nói tiếp, ngươi thật sự giết Lão Thất rồi. Lão Thất, chính là pháp tắc sinh mệnh. Đạo Nhất cười nói, ngươi đoán xem. Tai Ách lắc đầu, ngươi không giết nàng ta, nhưng, ngươi không thể cứu người trước mắt cô gái kia. Đạo Nhất nhẹ giọng nói, ngươi nói đúng, ta không thể cứu người trước mặt cô gái kia, trừ phi. Nói xong, nàng ta khẽ lắc đầu cười, không nhắc chuyện này nữa. Hiện tại chuyện chúng ta cần làm là lợi dụng thời gian 5 năm này thế nào? 5 năm, thời gian thật sự không đủ nữa. Tai Ách đang muốn nói thì lúc này, Diệp Huyên bên ngoài đột nhiên đi vào, Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, ta muốn đấu với sát thủ kia một lần nữa. Đạo Nhất cười nói, chắc chắn. Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn. Đạo Nhất khẽ cười, nàng ta vung tay, lập tức Diệp Huyên đã xuất hiện trong một vùng tinh vực lạ lẫm, vùng tinh vực này giống yên lặng như tờ, rất hợp để chiến đấu. Lúc này, một luồng sáng đột nhiên xuất hiện ngay cổ Diệp Huyên. Diệp Huyên căn bản không quan tâm đến luồng sáng đó, mà dùng tay làm kiếm đâm về phía trước. Dùng mạng đổi mạng. Hắn hiểu rõ, ở trước mặt sát thủ này, tốc độ hắn đã bị chèn ép, hắn không thể phòng vệ phản kích, lại càng không thể đánh đòn phủ đầu. Chuyện hắn có thể làm là dùng mạng đổi mạng. Mà hắn biết rõ, hắn không thể dùng kiếm, vì kiếm quá dài, sau khi đối phương chèn ép tốc độ hắn, thì kiếm dài không còn lại ưu thế, mà là khuyết điểm. Hắn đang đánh cược, cược đối phương sẽ không dùng mạng đổi mạng với hắn. Hắc cược đúng rồi. Luồng sáng kia khi cách cổ hắn khoảng nửa tấc thì bỗng biến mất, thấy vậy, Diệp Huyên lập tức thi triển kiếm vực, hắn không phải muốn dùng kiếm chấn áp đối phương, mà muốn cảm nhận vị trí đối phương. Kiếm vực vừa xuất hiện đã lập tức vỡ nát, nhưng, Diệp Huyên đột nhiên chém một kiếm về phía phải. Một kiếm vừa rơi xuống, không gian đã vỡ vụn, một tàn ảnh từ trong không gian vỡ vụn đó lóe lên. Chính là sát thủ kia. Sát thủ nhìn Diệp Huyên, ánh mắt lạnh lùng. Đạo Nhất ở bên cạnh cười nói, ngươi biết nàng ta sẽ không đồng quy vu tận với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, một sát thủ, trừ phi có thâm cừu đại hận, nếu không, bình thường sẽ không đồng quy vu tận với người khác. Nói rồi, hắn nhìn sát thủ, đánh với cô nương này ra như vậy, là cực hạn của ta rồi. Đạo Nhất cười nói, không phải cực hạn. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất khẽ cười. Còn có thể làm tốt hơn. Diệp Huyên không hiểu, làm thế nào? Đạo Nhất cười nói, tự ngươi lĩnh ngộ. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, hắn nhìn sát thủ kia tiếp tục. Trong tinh không, Diệp Huyên tiếp tục đối luyện với sát thủ kia. Lúc đầu, hắn vẫn bị áp chế nhưng dần dần, sức lực chiến đấu của hai người đã ngang nhau. Đương nhiên, đây là vì sát thủ kia đã kiềm chế cảnh giới bản thân, nếu không thì với thực lực hiện tại của hắn thì không cách nào đấu lại được cao thủ siêu thần cảnh. Tai Ách ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên phía xa, cảm thấy thế nào? Đạo Nhất cười nói, không tệ. Không tệ. Tai Ách liếc nhìn Đạo Nhất, ánh mắt có chút kinh ngạc. À ta biết, ánh mắt Đạo Nhất vô cùng cao, người bình thường căn bản khó mà lọt vào mắt nàng ta, ngay cả tiểu mộ năm đó, mà nàng ta cũng chỉ xem là bình thường. Tai Ách quay đầu nhìn Diệp Huyên. Không thể không nói, đúng là Diệp Huyên có thể. Phải biết là,
sát thủ này chính là đạo nhất đích thân bồi dưỡng, về mặt ám sát thật sự chỉ đứng sau Tiểu Mộ. Đạo nhất bỗng khẽ nói, còn có thể ưu tú hơn nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tai ách nhìn đạo nhất cười nói, một người nếu ép bản thân đến cực hạn, sẽ không nghĩ đến chuyện thu hoạch, nhưng tạm thời đừng ép hắn quá. Tai ác nhẹ giọng nói, thật sự muốn hắn gánh vác tất cả sao? Đạo nhất khẽ nói, người dị duy sẽ không tha cho hắn. Tai ách trầm giọng nói, năm đó chủ nhân thua hay thắng? Đạo nhất nhìn Diệp Huyên phía xa, trầm mặc một lúc, đột nhiên đôi mắt nàng ta có chút mờ mịt, ngươi nói xem. Tai ách không nói gì thêm. Lúc này, đạo nhất quay người rời đi. Tai ách hỏi, đi đâu? Đạo nhất cười nói, đi sắp xếp một vài chuyện. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất trong tinh không sâu thẳm. Ở phía xa, Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng tu luyện. Cứ như vậy, chớp mắt đã trôi qua một tháng. Trong tinh không, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn quay người đâm ra một kiếm vừa đâm thì một bóng người lập tức dừng lại. Chính là sát thủ kia. Nhưng ngay sau đó, sát thủ lại biến mất kỳ lạ. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, lùi về sau một bước. Vừa lùi thì một con dao găm đã lướt qua giữa hàng mày hắn. Khoảng khắc chân vừa chạm đất, cổ tay Diệp Huyên chợt xoay, một kiếm chắn ngang. Bù, không gian trước mặt hắn bị xé rách, một bóng người lùi lại. Chính là sát thủ kia. Lúc này khi hắn đối mặt với sát thủ thì đã có thể thành thạo điêu luyện rồi. Diệp Huyên đang định ra tay thì lúc ấy, đột nhiên đạo nhất nói, được rồi. Diệp Huyên xoay người nhìn đạo nhất. Đạo nhất nói, hôm nay dừng tại đây thôi. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Đạo nhất cười nói, hôm nay là một ngày đặc biệt, đưa người đi làm một vài chuyện đặc biệt, đi theo ta. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên khẽ thi lễ với sát thủ kia, đa tạ. Nói xong, hắn quay người đi cùng đạo nhất. Trong tinh không, Diệp Huyên chậm rãi bước cùng đạo nhất. Diệp Huyên hỏi, chúng ta phải đi đâu? Đạo nhất cười nói, hôm nay cho ngươi vui vẻ một chút. Vui vẻ một chút. Diệp Huyên ngẩn người. Lúc này, tinh không xung quanh đạo nhất và Diệp Huyên đột nhiên dập dờn như sóng nước, dần dần, hai người đã biến mất trong tinh không. Một lúc sau, Diệp Huyên và đạo nhất đã xuất hiện trên một con phố, nhìn đường phố trước mặt, Diệp Huyên bỗng sững người. Có chút quen thuộc. Lại có chút xa lạ. Đây là đâu? Ngay lúc Diệp Huyên nghi ngờ thì đạo nhất bỗng lên tiếng, người sắp biết ngay thôi. Vừa nói xong, nàng ta và Diệp Huyên lẳng lặng biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa thì đã ở trong một đại điện. Ở cửa đại điện, có một cô gái đang đứng, cô mặc long bào, hai tay chắp sau lưng, mà tay phải nàng thì đang cầm một người gỗ. Khi nhìn thấy cô gái này, Diệp Huyên cũng ngây người. Cô gái này đương nhiên hắn biết, chính là Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn nhìn chân trời phía xa, trầm mặc một lúc lâu, nàng ta nhìn người gỗ trong tay, cứ nhìn như vậy, nàng ta lại lắc đầu cười, không biết chàng còn nhớ ta không? Đương nhiên là nhớ. Một âm thanh vang lên từ trong đại điện. Nghe vậy, Thác Bạt Ngạn chợt run cả người, nàng ta chậm rãi quay lại, khi nhìn thấy Diệp Huyên, nàng ta lập tức sửng sốt, sau đó nước mắt liên tục chảy xuống. Diệp Huyên đi đến trước mặt Thác Bạt Ngạn cười nói, là đang mơ sao? Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Nói rồi, hai tay hắn kéo lấy tay Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói, sao chàng lại quay lại rồi? Diệp Huyên nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạt Ngạn, xin lỗi, để nàng phải đợi lâu rồi. Đầu Thác Bạt Ngạn khẽ tựa vào vai Diệp Huyên, ta nghĩ rằng chàng vĩnh viễn cũng không quay lại. Diệp Huyên ôm chặt lấy Thác Bạt Ngạn, là lỗi của ta. Hai tay Thác Bạt Ngạn ôm eo Diệp Huyên, run giọng nói, lúc chàng đi, không từ không biệt, lúc đến, cũng không nói năng gì, chàng thật nhẫn tâm. Diệp Huyên ôm chặt lấy Thác Bạt Ngạn, một lúc lâu cũng không nói gì. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên kéo Thác Bạt Ngạn đi đến cửa đại điện, hai người ngồi ở cửa đại điện, Thác Bạt Ngạn tựa vào vai Diệp Huyên thì kể cho Thác Bạt Ngạn những chuyện mình đã trải qua. Rất tĩnh lặng, rất ấm áp, mà đạo nhất không biết đã ở nơi nào.
Một lúc lâu sau, như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên bỗng kéo Thác Bạt Ngạn lên, nói chúng ta đi học viện Thương Lan. Nói xong, hắn lập tức kéo theo Thác Bạt Ngạn biến mất. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn đến học viện Thương Lan, quả thực quá đơn giản. Chỉ chớp mắt, Diệp Huyên đã đến được học viện Thương Lan, lúc này, học viện Thương Lan người đông đúc, rất náo nhiệt. Diệp Huyên có chút nghi hoặc. Thác Bạt Ngạn kéo tay Diệp Huyên, cười nói, hôm nay là ngày tuyển chọn của học viện Thương Lan. Diệp Huyên chớp mắt, ngày tuyển chọn của học viện Thương Lan. Thác Bạt Ngạn gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, hiện tại ai là viện trưởng? Thác Bạt Ngạn đang định nói thì lúc này, một người đàn ông bên cạnh hắn bỗng nói, ngay cả viện trưởng là ai mà ngươi cũng không biết. Diệp Huyên nhìn người đàn ông cười nói, huynh đài, ngươi là từ trên trời rơi xuống sao? Vậy mà không biết viện trưởng học viện Thương Lan là ai? Diệp Huyên cười nhạt, mong huynh đài nói cho. Người đàn ông đánh giá Diệp Huyên, cười nói, viện trưởng học viện Thương Lan đương nhiên chính là Diệp viện trưởng Diệp Huyên rồi. Diệp Huyên. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nhìn Thác Bạt Ngạn bên cạnh, Thác Bạt Ngạn cười nói, vẫn luôn là chàng. Diệp Huyên im lặng một lúc, hắn nhìn về phía bãi đá khổng lồ phía xa, rất nhiều người đều đang xếp hàng kiểm tra. Thác Bạt Ngạn nói, chỉ khi đạt được ngự khí cảnh thì mới có tư cách bước vào vòng kiểm tra tiếp theo. Ngự khí cảnh. Diệp Huyên khẽ nói, yêu cầu cao hơn rồi. Thác Bạt Ngạn cười nói, đúng vậy, hiện tại học viện Thương Lan chính là học viện mạnh nhất cả Thanh Châu này. Diệp Huyên cười nói, đợi ta một lát. Nói xong, hắn cũng đi qua. Xếp hàng kiểm tra. Không lâu sau đã đến Diệp Huyên. Diệp Huyên đi đến trước chỗ kiểm tra, lúc này, một trưởng lão bên cạnh bỗng nói, trên cột đá có 6 viên đá năng lượng, người dùng khí đưa vào trong đó, chỉ cần có thể thắp sáng một viên thì xem như thông qua vòng kiểm tra này. Diệp Huyên hỏi, nếu sáng được 6 viên thì sao? Trưởng lão vuốt râu khẽ cười, trước giờ chưa ai có thể thắp sáng hết 6 viên cả. Nếu ngươi có thể thắp sáng cả 6 viên, thì ngươi chính là thiên tài yêu nghiệt nhất trong lịch sử học viện Thương Lan chúng ta. Nhưng đây rõ ràng là điều không thể. Diệp Huyên bỗng đặt tay phải lên trên đá kiểm tra, sau đó, 6 viên đá năng lượng trên cột đá kiểm tra kia toàn bộ đều sáng lên. Thấy vậy, vẻ mặt tươi cười của trưởng lão kia cứng lại. Trong sân, hàng loạt người đều quay lại nhìn, khi nhìn thấy 6 viên đá năng lượng đều sáng, mọi người lập tức há hốc ngạc nhiên. Trưởng lão kia chạm vào đá năng lượng, sau đó nhẹ giọng nói, không phải là hư rồi chứ. Nói rồi, ông ta quay đầu nhìn một thanh niên, lập tức đổi một viên đá năng lượng mới. Thanh niên kia vội quay người rời đi. Trưởng lão quan sát Diệp Huyên, sau đó nói, người trẻ tuổi, phải xưng hô thế nào? Diệp Huyên cười nói, Dương Huyền. Dương Huyền. Trưởng lão lại đánh giá Diệp Huyên, hỏi tiếp, sư phụ là người nào? Diệp Huyên người nào, thiên mệnh? Trưởng lão nhíu mày, thiên mệnh. Diệp Huyên gật đầu. Trưởng lão trầm tư một lúc, rồi nói, thiên mệnh à. Nói rồi, ông ta do dự chốc lát, sau đó nói, ta biết, thì ra là cao đồ của thiên mệnh, ta còn từng uống rượu với sư tôn của ngươi nữa. Diệp Huyên. Lúc này, thanh niên vừa nãy kia lấy ra một viên đá năng lượng. Trưởng lão kéo tay Diệp Huyên, cười nói, hiền chất à. Ta tin ngươi đấy, dù sao, ngươi cũng là cao đồ của thiên mệnh. Với quan hệ giữa ta và sư tôn ngươi, cho dù cả thế giới này đều nghi ngờ ngươi làm dối thì ta cũng tin ngươi. Nhưng, để chặn miệng người đời, thì ngươi vẫn nên làm lại kiểm tra vậy. Diệp Huyên cạn lời, lão đầu này xấu xa thật đấy, ta tin ông mới lạ. Diệp Huyên đặt tay lên đá kiểm tra, rất nhanh sau đó, 6 viên đá năng kia lại sáng lên. Thấy vậy, trong sân đều xôn xao. Trước giờ... chưa ai trong học viện Thương Lan có thể làm sáng hết 6 viên đá năng lượng cả. Hôm nay, lại có người thắp sáng được cả 6 viên đá năng lượng. Ở bên cạnh Diệp Huyên, trưởng lão kia run giọng nói, hiền chất hà. Đi, đi nào, kể từ bây giờ, ngươi chính là đệ tử nội viện của học viện Thương Lan ta. Nói rồi, ông ta kéo Diệp Huyên chạy vào lên núi. Trên đường, ông lão kích động nói, hiền chất hà. Lão phu cam đoan với ngươi, đợi sau khi ngươi gia nhập học viện Thương Lan của ta,
không đến 10 năm thì ngươi chính là viện trưởng kế nhiệm rồi. Diệp Huyên chớp mắt, vậy Diệp viện trưởng thì sao? Ông lão cười ha ha, Diệp viện trưởng có lẽ đã chết rồi. Diệp Huyên đen mặt, mẹ nó. Ngay sau đó, ông lão đưa Diệp Huyên đến trước điện Thương Lan, ông lão vừa đi vào, một người đàn ông trung niên chắn trước mặt ông lão, phó viện trưởng đang dạy học, không được làm phiền. Ông lão tức giận nói, lão phu có chuyện bẩm báo. Nói rồi, ông ta đẩy người đàn ông trung niên ra, sau đó kéo Diệp Huyên vào trong đại điện, vừa vào đại điện, Diệp Huyên đã nhìn thấy một người quen thuộc. Lão Mạc. Mạc Vân Khởi. Lúc này, Mạc Vân Khởi đang cầm một cuốn sách cổ giảng giải, trước mặt hắn ta, có mười mấy người, có nam có nữ. Khi hắn ta nhìn thấy Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi lập tức sững sờ. Ông lão đang định nói thì Mạc Vân Khởi đột nhiên lao đến trước mặt Diệp Huyên đánh mạnh một quyền vào ngực Diệp Huyên, sau đó cười lớn ha ha, Diệp Thổ Phỉ, ngươi lại quay về rồi. Ha ha! Diệp Thổ Phỉ! Nhìn thấy Mạc Vân Khởi như vậy, mọi người trong sân đều ngây người. Nhìn Mạc Vân Khởi trước mặt thành thục hơn nhiều, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, lão Mạc. Diệp Huyên cười nhạt, mang huynh đài nội chế người đàn ông đánh giá Diệp Huyên. Cười nói, hiện trường học viện Thương Lan đương nhiên chính là diện viện trường Diệp Huyên rồi trương mới có tại Tam Linh 247 Pri. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nhìn Thác Bạt Ngạn bên cạnh. Thác Bạt Ngạn cười nói, vẫn luôn là chàng. Phin Entai Wahanan. Mạc Vân Khởi cười ha ha, lão tử còn tưởng ngươi vĩnh viễn cũng không quay về kia. Lúc này, trưởng lão bên cạnh run giọng nói, phó viện trưởng. Vị này là... Mạc Vân Khởi cười nói, hắn chính là Diệp Huyên, Diệp viện trưởng của chúng ta, ha ha. Nghe vậy, trưởng lão kia trợn tròn mắt, lập tức ngã xuống, thôi rồi. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên lao vào trong đại điện, khi nhìn thấy Diệp Huyên, hắn ta sửng sốt, sau đó lập tức xông lên ôm lấy Diệp Huyên, Diệp Thổ Phỉ. Người đàn ông này chính là Bạch Trạch. Bạch Trạch buông Diệp Huyên ra, sau đó lại đánh một quyền trước ngực Diệp Huyên. Viền mắt cũng ửng đỏ, lão tử còn tưởng ngươi quên chúng ta rồi. Diệp Huyên cười nói, sao có thể chứ? Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một cô gái đi vào, cô gái vẫn còn cầm một cái đùi gà trên tay. Kỳ An Chi. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, Kỳ An Chi trầm mặc một lúc, sau đó nói, bữa tối nay giao cho ngươi. Diệp Huyên cười ha ha, được, không vấn đề. Buổi tối. Trong phòng ăn học viện Thương Lan, Diệp Huyên đang thổi lửa nấu cơm, Kỳ An Chi thì trông coi, thi thoảng sẽ ăn vụng một chút. Mạc Vân Khởi phụ trách rửa rau. Bạch Trạch thì trẻ củi. Thác Bạt Ngạn thì ở bên cạnh yên lặng nhìn theo. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên ngoài, không ngại lại thêm một đôi đũa chứ. Diệp Huyên quay người nhìn, ở bên ngoài điện, có một cô gái đang đứng. Khương Cửu. Vẫn là mặc bộ giáp trắng sạch sẽ. Diệp Huyên cười nói, đương nhiên không rồi. Khương Cửu đi đến trước mặt Diệp Huyên, để xem đao của ta xem. Diệp Huyên lập tức lấy ra thanh đao bạc kia. Khương Cửu nhìn thanh đao bạc kia một lúc lâu, rồi cười nói, tha thứ cho ngươi rồi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đa tạ. Lúc này, bên ngoài điện lại vang lên một giọng nói, sao có thể thiếu ta chứ? Âm thanh rất quen thuộc. Diệp Huyên quay đầu nhìn qua, người đến là một người đàn ông. Mạc Tà. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh, đã lâu không gặp. Diệp Huyên khẽ cười, Mạc Huynh, đã lâu không gặp. Mạc Tà cười ha ha, đi vào trong phòng. Diệp Huyên đang định tiếp tục làm thức ăn, thì lúc này, bên ngoài điện lại vang lên tiếng bước chân. Người đến hơi đông rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn, khi nhìn thấy người đến hắn lập tức ngây người. An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Tiểu Thất, Trương Văn Tú, Tiểu Đào, Giản Tự Tại, Đại Thần tầng 2, có cả tầng 9 nữa, đều đến cả. Nhìn những người trước mắt, Diệp Huyên tựa như đang nằm mơ vậy, một lúc lâu sau, hắn khẽ cười, đầu ở đâu sao? Viên mắt cũng ngấn lệ. Tầng 9 đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười ha ha, ta cũng không ngờ sẽ gặp mặt như vậy. Thật ra ta không muốn đến, bởi vì bây giờ ngươi lợi hại hơn ta rất nhiều rồi. Không thể giả vờ trước mặt ngươi nữa,
không vui chút nào. Diệp Huyên cười nói, cẩn thận bị sét đánh. Tầng 9 cười ha ha, y nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Huyên, lát nữa uống mấy ly. Diệp Huyên gật đầu, được. Lúc này, đại thần tầng 2 đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta cười nói, từ sau khi rời khỏi ngươi, ta sống thoải mái hơn nhiều. Diệp Huyên cười nói, ta từng cử người đi tìm người. Đại thần tầng 2 gật đầu, ta biết, chỉ là, người đi đường quá nhanh, ta đã không thể giúp được gì nữa rồi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta vĩnh viễn cũng không quên người đã giúp ta rất nhiều. Đại thần tầng 2 cười nói, lát nữa có thể tìm người giúp đỡ được không? Diệp Huyên cười nói, bất kỳ lúc nào. Đại thần tầng 2 khẽ cười, ta sẽ không khách khí. Diệp Huyên cười nói, tuyệt đối đừng khách khí. Đại thần tầng 2 liếc mắt nhìn xung quanh, ta không chiếm dụng thời gian của ngươi nữa. Nói rồi, nàng ta lùi sang bên cạnh. Lúc này, Trương Văn Tú đi đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên khẽ nói, Văn Tú. Trương Văn Tú chớp mắt, các cô gái ở đây, có bao nhiêu người có quan hệ giống như ta và ngươi? Diệp Huyên. Một canh giờ sau, mọi người ngồi vây quanh bàn, Diệp Huyên làm hơn 30 món. Ngay khi mọi người sắp động đũa thì một âm thanh bỗng vang lên từ ngoài cửa ca. Ca. Nghe thấy âm thanh này, cả người Diệp Huyên khẽ run, hắn quay đầu nhìn, một cô bé đứng ở trước cửa. Diệp Liên. Diệp Liên đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, sao có thể thiếu muội chứ? Diệp Huyên ôm lấy Diệp Liên, hắn cứ vậy ôm chặt lấy Diệp Liên. Hắn rất sợ đây chỉ là giấc mơ. Vì vậy, hắn còn sử dụng kiếm vực, nhưng sự thật nói cho hắn biết, đây không phải mơ, đây là thật. Những người trước mặt này đều là thật. Không một ai là ảo ảnh. Kể cả Diệp Liên. Đều là chân thực. Diệp Huyên nhìn Diệp Liên, nhẹ giọng nói, Liên Nhi, hình như muội trưởng thành rồi. Diệp Liên nhẹ giọng nói, ca ca, hình như huynh già hơn chút rồi. Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt mũi Diệp Huyên, cười nói, ca ca lúc nào cũng già nhất. Diệp Liên khẽ ôm lấy Diệp Huyên, run giọng nói, ca ca, muội rất nhớ huynh. Diệp Huyên ôm chặt lấy Diệp Liên, khẽ nói, huynh cũng vậy. Nhưng huynh không dám đi tìm muội, vì bên cạnh ca ca có quá nhiều nguy hiểm. Huynh không muốn liên lụy muội. Diệp Liên ôm chặt Diệp Huyên, lần này, muội không rời đi nữa. Cho dù chết, huynh muội chúng ta cũng phải chết cùng nhau, có được không? Diệp Huyên khẽ cười, được, huynh muội chúng ta dù thế nào cũng không tách rời. Lúc này, lại có một cô gái xuất hiện bên ngoài điện. Khi nhìn thấy cô gái ấy, Diệp Huyên cũng ngây người, sau đó nước mắt tuôn ra như mưa. Đông Lý Tịnh. Tộc trưởng bất tử đế tộc, Đông Lý Tịnh. Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, cười nói, người nhiều quá, vì vậy, ta chỉ có thể đến một mình. Diệp Huyên run giọng nói, tộc trưởng, đây. Đông Lý Tịnh đi vào trong điện, cười nói, ăn cơm trước đã. Diệp Huyên ngơ ngẩn cả người. Một lúc sau. Hắn không còn nghĩ đến những chuyện khó hiểu nữa. Ăn cơm. Trong phòng ăn rất náo nhiệt. Diệp Huyên rất vui vẻ. Tất cả mọi người đều ở đây. Tộc trưởng Đông Lý Tịnh vẫn còn sống, cũng có nghĩa là, người khác có khả năng cũng còn sống. Đêm khuya, Diệp Huyên rời khỏi phòng ăn, hắn đi lên trên mái nhà phòng ăn, trong tinh không, một vầng trăng sáng treo trên trời. Trên mái nhà, có một cô gái đang ngồi. Đạo Nhất. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Đạo Nhất, nhẹ giọng nói, những thứ này đều là thật sao? Đạo Nhất nhìn vầng trăng sáng, cười nói, là thật. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, bất tử đế tộc không bị diệt vong. Đạo Nhất cười nói, nếu ta nói không diệt vong, ngươi sẽ rất vui sao? Diệp Huyên gật đầu thật mạnh. Đạo Nhất khẽ cười, không chết. Diệp Huyên lắc đầu, nhưng ta nhìn thấy bọn họ tự nổ rồi. Đạo Nhất cười nói, còn nhớ lời ta từng nói với ngươi lúc trước không? Diệp Huyên có phần không hiểu, lời gì? Đạo Nhất chớp mắt, không nhớ thì thôi vậy, đợi tới khi ngươi nhớ lại, thì sẽ hiểu tại sao bọn họ còn sống. Diệp Huyên đang định nói gì đó, Đạo Nhất đột nhiên lấy ra một chén rượu đặt vào trong tay Diệp Huyên, sau đó nàng ta cũng cầm lấy một chén rượu khẽ chạm vào chén của Diệp Huyên, cười nói, sinh nhật vui vẻ.
Sinh nhật vui vẻ. Diệp Huyên ngây người. Sinh nhật, hôm nay là sinh nhật hắn. Đầu óc Diệp Huyên trống rỗng. Bởi vì từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng có sinh nhật, không đúng, hắn căn bản không biết sinh nhật của mình. Dưới ánh trăng, Diệp Huyên và Đạo Nhất yên lặng ngồi đó. Diệp Huyên nhìn mặt trăng trên tinh không, lúc này, đột nhiên hắn cảm thấy mọi chuyện đều không hề chân thật. Đạo Nhất cười nói, trời sắp sáng rồi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, mọi thứ sẽ biến mất sao? Đạo Nhất quay đầu nhìn Diệp Huyên, cười nói, người nghĩ đây là mộng sao? Diệp Huyên gật đầu. Đạo Nhất bỗng nhéo cánh tay Diệp Huyên một cái, đau không? Diệp Huyên gật đầu, đau. Đạo Nhất khẽ cười, nàng ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên tinh không, khẽ nói, ta muốn nói một ít về đạo lý, người muốn nghe không? Diệp Huyên gật đầu. Đạo Nhất nhẹ giọng nói, người, chỉ có khi mất đi mới biết trân quý, khi chưa từng mất mát, người sẽ không trân trọng mọi thứ mình có, bởi vì cảm thấy mọi thứ sở hữu đều là lẽ dĩ nhiên. Đạo lý này, có lẽ người đã từng nghe, nhưng, người chưa từng mất mát thì sẽ không hiểu được cảm giác đó. Diệp Huyên gật đầu, bây giờ ta hiểu rồi. Đạo Nhất đột nhiên nói, tiếp theo ta muốn nói một vài lời khó nghe, người muốn nghe không? Diệp Huyên gật đầu, được. Đạo Nhất khẽ cười nghịch ngợm, rất khó nghe đấy. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, không sao. Đạo Nhất khẽ cười, nàng ta nâng chén rượu, Diệp Huyên cũng nâng chén rượu lên, hai người khẽ chạm rồi uống cạn một hơi. Đạo Nhất nằm trên đất, bắt chéo chân, nhìn bầu trời, cười nói, ta đã điều tra về ngươi, cũng điều tra phụ thân ngươi, ngươi có biết khác biệt lớn nhất giữa phụ thân ngươi và ngươi là gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Đạo Nhất cười nói, khác biệt lớn nhất giữa hắn và ngươi là, hắn trước giờ chưa từng nhận thua, trước giờ chưa từng thỏa hiệp, trước giờ chưa từng cam chịu vận mệnh. Cho dù có đau, cho dù có cực khổ, hắn cũng đều kiên cường chống lại. Hắn cũng từng thất bại, cũng từng đau, cũng từng khổ cực, nhưng ông ta thật sự chưa từng cam chịu số mệnh, càng không chịu thua. Quan trọng nhất là, từ một kẻ bình thường trở thành người vô địch cuối cùng, sâu thẳm trong lòng hắn, trước giờ chưa từng dựa dẫm vào người khác. Đương nhiên, cũng là vì hắn không có ai có thể dựa dẫm, nhưng cũng chính vì vậy, mà trong lòng hắn vô cùng mạnh mẽ. Hắn vô cùng tàn nhẫn hơn bất kỳ ai ta từng gặp, sự tàn nhẫn này, không chỉ là tàn nhẫn với người khác mà còn cả với bản thân mình. Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, lúc ngươi ưu tú nhất, là khi ở Thanh Thành, lúc đó ngươi không ỷ lại bất kỳ ai, mà ngươi chỉ tin tưởng bản thân mình. Nhưng sau này, sau khi cô gái váy trắng kia xuất hiện, tâm thái ngươi đã dần dần thay đổi. Sự thay đổi này rất chí mạng, bởi vì vào bất cứ lúc nào ngươi cũng không hề tuyệt vọng thật sự, vì sao? Bởi vì có cô gái váy trắng, nàng ta vô địch, cha ngươi vô địch, vì vậy ngươi không hề sợ hãi. Diệp Huyên im lặng không nói. Đạo Nhất khẽ cười, ta biết, nhân quả trên người ngươi đa phần đều là do người khác, kể cả ách thể của ngươi, cũng là vì phụ thân và muội muội ngươi. Nhưng, ngươi có từng nghĩ là nếu không có bọn họ thì sao? Nếu không có bọn họ, nếu ngươi muốn đi ra khỏi thanh thương giới này ít nhất cũng phải cần 10 năm. Cũng có nghĩa, không có bọn họ thì ngươi bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ là ngự pháp cảnh, thậm chí còn thấp hơn. Không phải thiên phú ngươi không tốt, cũng không phải ngươi không đủ nỗ lực, mà là một nơi nhỏ bé như vậy, chỉ có thể khiến ngươi đạt đến cảnh giới đó. Nói rồi, nàng ta cầm lấy chén rượu bên cạnh khẽ nhấp một ngụm. Sau đó tiếp tục nói, nhưng, ngươi vì bọn họ nên ngay từ đầu đã bất phàm, ví dụ như, ngươi có cô gái váy trắng làm người hộ đa hô, có nàng dạy phương hướng kiếm đạo cho ngươi, nàng ta chỉ đường cho ngươi. Ngươi có huyết mạch phong ma mạnh mẽ, ngươi có rất rất nhiều quý nhân, như nhị nha kia, tiểu bạch nọ, những thế lực phụ thân ngươi để lại trong vũ trụ này, như kiếm tông, rất rất nhiều người, bỏ ra mười mấy vạn năm mới có thể đạt đến diệt phàm cảnh. Nhưng, ngươi hai mươi mấy tuổi thì đã đạt được rồi. Nói đến đây, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, khẽ nhếch miệng, người biết không có ai giúp, chỉ một mình phấn đấu khó khăn thế nào không? Rất rất khó khăn, thế giới này, có quá nhiều thứ không công bằng. Người cũng từng nói, có vài người vừa sinh ra, điểm xuất phát của hắn cũng chính là đích đến của người khác, người có biết, người sinh ra cũng chính là như vậy. Chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi ngươi đã đạt đến Diệp Phàm, nếu không có phụ thân và muội muội ngươi, người có thể làm được không? Diệp Huyên lắc đầu, không thể. Đạo Nhất cười,
sau đó lại nói, phụ thân ngươi nuôi thả ngươi, ngươi có biết tại sao không? Diệp Huyên gật đầu, hy vọng ta thay đổi. Đạo Nhất cười nói, ngươi có từng nghĩ đến một vấn đề, nếu có một ngày, có người còn mạnh hơn phụ thân ngươi và muội muội ngươi thì sao? Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất chớp mắt, từng nghĩ đến chưa? Diệp Huyên lắc đầu. Đạo Nhất cười nói, bây giờ có thể nghĩ thử rồi. Diệp Huyên im lặng, vẻ mặt có chút u ám. Đạo Nhất khẽ cười, vừa nghĩ, có phải đã cảm thấy rất tuyệt vọng không? Diệp Huyên gật đầu. Đạo Nhất đột nhiên đứng dậy, nàng ta vươn người duỗi lưng, cười nói, trời sáng rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn phía xa, mặt trời đã xuất hiện trên bầu trời. Đạo Nhất nhìn bên dưới, cười nói, có phải hôm nay rất vui không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Đạo Nhất khẽ nói, mọi người đều ở bên cạnh có phải cảm thấy rất hạnh phúc không? Diệp Huyên gật đầu, Đạo Nhất khẽ vỗ vai Diệp Huyên, vậy hãy nỗ lực bảo vệ nó, đừng để những thứ này mất đi. Một canh giờ sau ta đến tìm ngươi, bây giờ ngươi có thể tạm biệt với mọi người. Đừng miễn cưỡng ở lại, vì bọn họ cũng có cuộc đời của chính mình. Diệp Huyên gật đầu, được. Đạo Nhất khẽ cười, ta đi làm chút chuyện, một canh giờ sau đến đón ngươi. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, ta có thể đưa một vài người theo không? Đạo Nhất cười nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý, thì tùy ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đang định quay người rời đi, nhưng nghĩ đến gì đó hắn lại hỏi, bất tử đế tộc. Đạo Nhất cười nói, ngươi cứ nghĩ lại lời ta nói lúc trước đi, sẽ có đáp án. Diệp Huyên chần chừ rồi nói, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo Nhất khẽ cười, cũng biến mất không dấu vết. Không lâu sau, Đạo Nhất đã đến một nơi trong tinh không, trước mặt nàng ta không xa, có một cô gái đang đứng. Thiên Tú. Lần này, chính là nàng ta đi cùng Diệp Liên quay về. Thiên Tú nhìn Đạo Nhất, vẻ mặt bình tĩnh. Sở dĩ nàng ta đưa Diệp Liên đến, nguyên nhân là vì Đạo Nhất. Đạo Nhất cười nói, cô nương, đa tạ cô đồng ý để Diệp Liên đến. Thiên Tú nhìn Đạo Nhất cô, là tốt, hay là xấu? Đạo Nhất khẽ cười nói, cô nghĩ sao? Thiên Tú không nói gì. Đạo Nhất mở lòng bàn tay, một cuộn giấy đen bay đến trước mặt Thiên Tú, cô nương, vật này hẳn sẽ giúp được rất nhiều cho cô. Thiên Tú nhìn cuộn giấy kia, một lúc sau, nàng ta khẽ nhíu mày, kiến thức võ học không thuộc phải của vũ trụ này. Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy. Thiên Tú nhìn Đạo Nhất, rốt cuộc người dị duy mạnh đến nhường nào. Đạo Nhất khẽ cười nói, rất mạnh. Thiên Tú hỏi, cụ thể. Đạo Nhất lắc đầu cười, cô nương, cô là một người rất ưu tú, cũng rất mạnh. Nhưng, cô phải hiểu một chuyện, kẻ địch sau này cô phải đối mặt, bọn họ không thuộc về không gian này, đây là đến từ áp chế của duy độ. Thiên Tú nhìn Đạo Nhất, kẻ địch của chúng ta. Chẳng lẽ không phải pháp tắc vũ trụ sao? Đạo Nhất cười nói, rất nhanh thôi, các ngươi sẽ có chung kẻ địch. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Thiên Tú đột nhiên nói, đánh một trận. Đánh một trận. Đạo Nhất dừng bước, nàng ta quay người nhìn Thiên Tú, cười nói, cô chắc chắn. Thiên Tú gật đầu, để ta xem thử. Đạo Nhất nheo mắt, một lúc sau, nàng ta khẽ cười, cô gái thông minh. Cô cũng thông minh hệ như Niệm Niệm cô nương vậy, đến đi. Vừa dứt lời, đột nhiên nàng ta đã biến mất kỳ lạ. Lúc này, Thiên Tú ở phía xa đột nhiên mở lòng bàn tay, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Tại Học viện Thương Lan. Lúc này bên trong điện, nhiều người đã rời đi rồi. Đại thần tầng 2 đi rồi. Diệp Huyên đưa chút đồ cho nàng ta, một vài thứ đủ để thay đổi vận mệnh nàng ta. Nhưng hắn cũng có yêu cầu, chính là sau này nàng ta nhất định sẽ lại đến tụ tập. Đại thần tầng 2 đồng ý. Người thứ 2 rời đi là tầng 9. Ở trước cửa, tầng 9 nhìn Diệp Huyên, cười nói, đều là đám đàn ông cả, không cần làm kiêu nữa. Nói rồi, y mở bàn tay phải, ta biết tiểu tử ngươi có rất nhiều bảo bối, có gì thích hợp với ta không? Diệp Huyên khẽ cười, có. Nói rồi. Hắn lấy một nhẫn chứa đồ ra đặt vào trong tay tầng 9. Tầng 9 nhìn nhẫn chứa đồ, sau đó nhẹ giọng nói, tiểu tử ngươi sống càng ngày càng tốt đấy.
Diệp Huyên cười nói, đến lúc thì nhớ tìm ta. Tầng 9 cười ha ha, hy vọng đến lúc đó ngươi còn nhớ ta. Nói xong, y do dự chốc lát, sau đó vỗ nhẹ vai Diệp Huyên, ta rất muốn giúp ngươi, nhưng, ta bây giờ ngay cả tư cách làm vật hy sinh cũng không có. Cho nên, xin lỗi vậy. Diệp Huyên lắc đầu, ngươi giúp ta rất, rất nhiều rồi. Tầng 9 cười ha ha, thật sự không dài dòng nữa. Đi đây. Nói xong, y cũng quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn bóng dáng tầng 9, đại ca, nhớ quay lại tìm ta. Đại ca, ở phía xa cả người tầng 9 chợt run rẩy, một lúc sau, y vẫy vẫy tay, chắc chắn. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất nơi xa. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó hắn xoay người nhìn bên trong điện, Mạc Vân Khởi cười nói, chúng ta quyết định ở lại nơi này. Chúng ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng, thực lực mấy người chúng ta hiện tại căn bản không thể giúp được ngươi. Hơn nữa, mấy tên nhóc ở đây cũng cần chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn không muốn cưỡng cầu. Diệp Huyên nhìn Khương Cửu cười nói, Khương Quốc cần ta. Diệp Huyên im lặng một lúc nhìn tiểu đạo khẽ cười, ma tộc cần ta. Diệp Huyên lại nhìn Thác Bạt Ngạn, đi cùng ta không? Thác Bạt Ngạn lắc đầu, quốc gia của ta cần ta. Nhưng, ta sẽ ở đây đợi chàng. Chàng sẽ quay về, đúng chứ? Quay về. Bên trong điện, Kỳ An Chi và Bạch Trạch cùng Mạc Vân Khởi và cả Khương Cửu đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, nơi này là nhà của ta. Chắc chắn ta sẽ quay về. Chắc chắn quay về. Mạc Vân Khởi cười ha ha, chúng ta đợi ngươi. Diệp Huyên im lặng một lúc, rồi nói, sau này, cho dù ta bận thế nào, ta cũng sẽ bớt chút thời gian mỗi tháng quay về một lần. Nói rồi, hắn quay người rời đi. Đi cùng hắn, có Diệp Liên, An Lan Tú, Trương Văn Tú. Liên Vạn Lý cũng lựa chọn ở lại. Dù sao, đối với nàng ta mà nói, nơi này cũng là cố hương. Nàng ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Diệp Huyên không cưỡng cầu. Bởi vì hiện tại mỗi tháng đều sẽ quay về một lần. Nhóm người Diệp Huyên vừa rời khỏi Học viện Thương Lan, thì Đạo Nhất đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, cô đi đâu vậy? Đạo Nhất cười nói, đánh một trận. Diệp Huyên hỏi, ai? Đạo Nhất nói, sư phụ của Diệp Liên. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, ai thắng rồi? Đạo Nhất chớp mắt, ngươi đoán xem. Diệp Huyên, Đạo Nhất và Thiên Tú, ai thắng rồi? Không ai biết cả. Đạo Nhất không lập tức đưa nhóm người Diệp Huyên đi. Mà chậm rãi ngự không mà lướt. Đạo Nhất nhìn xuống bên dưới, cười nói, nhìn non sông tươi đẹp này xem. Mọi người nhìn xuống, núi, liên miên không dứt, rất tráng lệ. Đạo Nhất cười nói, có cảm nghĩ gì? Diệp Huyên khẽ nói, sống sót, thật tốt. Đạo Nhất khẽ nhếch miệng, nhân thế quá khó, nhưng, nhân thế cũng có rất nhiều chuyện tốt và người tốt. Diệp Huyên quay đầu nhìn các cô gái Diệp Liên. Khẽ cười, lần này, hắn cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Người hắn thích đều ở đây. Đây là chuyện rất hạnh phúc. Lúc trước, hắn cảm thấy bản thân sống rất mệt, rất thảm. Nhưng, hắn lại xem nhẹ một chuyện. Chính là, những người hắn yêu và yêu Diệp Huyên hắn, vẫn còn. Đạo Nhất lại nói, người đến nhân gian đi một chuyến, ngoài đau khổ thì vẫn có những thứ khác. Diệp Huyên đột nhiên khẽ nói, Đạo Nhất, chúng ta có thể nói chuyện với dị duy tộc không? Đạo Nhất cười nói cái gì? Diệp Huyên trầm giọng nói chuyện hòa bình. Đạo Nhất lắc đầu thở dài, tên ngốc, người từng thấy Hoàng đế và ăn mày nói chuyện với nhau chưa? So sánh như vậy có chút không thích hợp, ví dụ như, chó yêu cầu ngang vai ngang vế với người, nó yêu cầu ngang cấp với loài người sẽ đồng ý sao? Nói rồi. Nàng ta chợt dừng lại, rồi nói tiếp, ở bất kỳ nơi này, ở thế giới nào, cũng chỉ có tôn trọng kẻ mạnh. Kẻ không có thực lực, đến cả chó cũng không muốn quan tâm đến ngươi. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, năm đó chủ nhân cô từng thử nói chuyện chưa? Đạo Nhất gật đầu, nói rồi. Nhưng, hắn thất bại rồi. Dị duy tộc cho hắn hai con đường, hoặc là chết, hoặc là vẫn chết. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, không cho con đường sống sao? Đạo Nhất cười nói, đúng vậy, với dị duy tộc mà nói,
loài người chính là sinh vật cấp thấp, không có tư cách nói chuyện với họ. Diệp Huyên im lặng một lúc, muốn nói lại thôi. Đạo Nhất dừng bước, nàng ta nhìn Diệp Huyên cười nói, người muốn nói là, để cô gái váy trắng kia giúp. Diệp Huyên trầm giọng nói, có thể không? Đạo Nhất lắc đầu, tuyệt đối đừng có suy nghĩ như vậy, dị duy tộc đúng là không đánh lại nàng ta, nhưng, dị duy tộc có cách ngăn cản nàng ta. Một khi nàng ta bị ngăn cản, lúc đó ngươi làm thế nào? Hơn nữa, với hiểu biết của ta về cô gái váy trắng, căn bản nàng ta không quan tâm vùng vũ trụ này. Từ một góc độ nào đó mà nói, nàng ta còn nguy hiểm hơn cả người dị duy muốn chiếm lĩnh vũ trụ này, mà muội muội ngươi, nàng ta mà không vui thì có thể sẽ lập tức phá hủy vũ trụ này. Nói rồi, nàng ta lại lắc đầu, tên nhóc, ngươi căn bản không hiểu nàng ta là một người rất rất coi thường sinh mệnh. Hơn nữa, đạt đến trình độ như nàng ta, vũ trụ cái gì, vạn vật gì đó, sinh linh gì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tại sao? Bởi vì nàng ta đã siêu thoát mọi thứ, giống như một người vĩnh sinh, ngươi cảm thấy hắn sẽ để ý đến thời gian không? Không, hắn sẽ không quan tâm, bởi vì hắn bất tử, tuổi thọ hắn vô hạn. Hoặc là, phú ông giàu không tưởng nổi ở giới thế tục, đối với hắn tiền có ý nghĩa gì không? Không có, trong mắt hắn, tiền chỉ là một đống con số mà thôi. Diệp Huyên cúi đầu thở dài. Đạo Nhất chợt cười nói, ngươi có biết trong quá trình trưởng thành của ngươi, trở ngại lớn nhất là gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, chính là phụ thân và muội muội ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao? Đạo Nhất cười nói, bởi vì bất kỳ lúc nào, trong lòng ngươi cũng đều ỷ lại bọn họ. Phụ thân ngươi tại sao nuôi thả ngươi? Muội muội ngươi tại sao phải rời đi? Ngươi thật sự nghĩ rằng lúc ở bất tử đế tộc, nàng ta không cảm nhận được ta tồn tại sao? Ngươi thật sự cho rằng nàng ta không tìm được ra sao? Nghe vậy, Diệp Huyên ngây người tại chỗ. Đúng vậy. Thanh Nhi thật sự không tìm được pháp tắc vũ trụ sao? Thật sự không tìm được sao? Với thực lực của nàng, một kiếm đã có thể tiêu diệt vũ trụ, thật sự nàng không tìm được pháp tắc vũ trụ đang ẩn nấp trong vũ trụ này sao? Không. Chắc chắn nàng tìm được. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, Thanh Nhi, ta hiểu ý của muội rồi. Đạo Nhất khẽ cười, mấy năm sau này, có thể ngươi sẽ rất thảm, không ngại chứ. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, xin hãy tàn nhẫn với ta. Đạo Nhất khẽ nhếch miệng, đây là do ngươi yêu cầu đấy. Diệp Huyên gật đầu, càng thảm càng tốt. Đạo Nhất khẽ cười, sau đó quay đầu nhìn các cô gái An Lan Tú bên cạnh, nếu các ngươi có hứng thú, thì có thể đến thư phòng trước đây của chủ nhân, nơi đó có rất nhiều thứ để học tập, sẽ rất có ích cho các ngươi. An Lan Tú gật đầu, được. Diệp Liên liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó gật đầu, ta cũng đi. Đạo Nhất cười nói, vậy chúng ta phải chia tay từ đây rồi. Ta phải đưa hắn đến một nơi khác. An Lan Tú gật đầu, được. Đạo Nhất khẽ vung tay, nhóm người An Lan Tú lập tức biến mất. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyên gật đầu, chuẩn bị xong rồi. Đạo Nhất cười nói, đưa ngươi đến một nơi khiến ngươi cả đời cũng khó quên. Nói xong, nàng ta lập tức đưa Diệp Huyên biến mất. Chấm chấm chấm. Một lúc sau, Diệp Huyên và Đạo Nhất đã xuất hiện ở hải vực mênh mông. Diệp Huyên lạnh nhạt liếc nhìn, hải vực rất rộng lớn, nhìn mãi cũng không thấy đầu. Diệp Huyên không hiểu, đây là... Đạo Nhất cười nói, biển chết. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, biển chết. Đạo Nhất khẽ cười, vũ trụ này có rất nhiều nơi rất nguy hiểm, nơi này là một trong số đó. Diệp Huyên nhìn vùng biển trước mặt, nguy hiểm. Đạo Nhất gật đầu, cảnh giới của ngươi đã đến diệt phàm, trong thời gian ngắn không nên tăng lên, nếu đã như vậy thì chúng ta cứ bắt đầu từ thân xác ngươi. Diệp Huyên lập tức có phần mong chờ, tăng cường thế nào. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, thân xác bình thường, căn bản không thể chống lại dị duy tộc, chỉ có thân xác duy độ mới có thể chống lại bọn họ, có biết thân xác duy độ là gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Đạo Nhất cười nói, vũ trụ này do không gian, vật chất, thời gian tạo thành, vì vậy ta muốn lợi dụng ba loại này để rèn luyện thân xác ngươi. Nhất là thời gian. Thân xác người buộc phải thoát khỏi khống chế của thời gian, chỉ có như vậy, sau này ngươi mới có năng lực phản kháng khi chống lại người dị duy.
Diệp Huyên gật đầu, ta chuẩn bị xong rồi. Đạo Nhất khẽ cười, đánh một quyền vào ngực Diệp Huyên. Ầm. Diệp Huyên trợn tròn hai mắt, thân xác lập tức vỡ tung. Chỉ còn lại linh hồn. Diệp Huyên hoàn toàn sửng sốt. Đạo Nhất cười nói, luyện thân xác, bắt buộc phải luyện hồn trước, bởi vì chỉ có linh hồn mạnh mẽ mới có thể chống đỡ được thân xác suy độ. Nói xong, nàng ta khẽ vũng tay phải, linh hồn Diệp Huyên lập tức bay vào trong biển, khi vừa vào trong biển, hai mắt Diệp Huyên lập tức trợn tròn. A! À, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế đột nhiên vang lên khắp hải vực. Chìm trong biển, Diệp Huyên muốn lao ra, nhưng lúc này Đạo Nhất cười nói, nếu ngươi muốn ra, ta sẽ không ngăn ngươi, hơn nữa sẽ cho ngươi tự do thực sự. Ở trong nước biển, khi nghe thấy lời Đạo Nhất, Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn cố kiềm nén lại. Hắn biết, nếu hắn buông bỏ, Đạo Nhất sẽ rời đi. Đạo Nhất lại nói, ta sẽ không ép ngươi, bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể từ bỏ, thật đó. Diệp Huyên giống giận, ta sẽ không từ bỏ. Đạo Nhất chớp mắt, thật sao? Diệp Huyên rít gào, nói không bỏ là không bỏ. Đạo Nhất gật đầu, vậy lại mạnh tay hơn với ngươi vậy. Nói rồi, nàng ta lại vung tay, chớp mắt, nước lặng xung quanh Diệp Huyên như sống lại, lập tức bao phủ hoàn toàn Diệp Huyên. A! À, trong làn nước, Diệp Huyên đột nhiên hét thảm lên, chết tiệt, Đạo Nhất, chúng ta đi từng bước một thôi. Đừng có chơi lớn ngay như vậy chứ. Đạo Nhất cười nói, ngươi có thể chịu đựng, đúng chứ? Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên thật sự rất khó chịu, bởi vì vùng nước biển này sẽ ăn mòn linh hồn. Mà kiểu ăn mòn này lại không phải thật sự tổn hại đến linh hồn, trái lại, sẽ kích động linh hồn, nhưng, thật sự quá đau khổ. So với lăng chỉ còn đau hơn gấp vạn lần. Linh hồn và thể xác khác nhau, đau đớn từ trong linh hồn, vô cùng chân thật. Bên bờ biển, Đạo Nhất ngồi trên một mỏm đá, nàng ta cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, vẻ mặt cười nhạt. Trong làn nước, Diệp Huyên kêu rên thảm thiết như heo bị giết vậy. Nhưng, hắn không vùng dậy. Bên bờ biển, gương mặt tươi cười của Đạo Nhất càng lúc càng rõ. Mới đầu, nàng ta cảm thấy cần phải thúc ép Diệp Huyên một chút, vì vậy, muốn lợi dụng người gần gũi nhất kích động hắn, nhưng hiện tại nàng ta phát hiện, thật ra, hoàn toàn không cần làm như vậy. Thúc ép một người, chỉ bằng để người đó ngộ ra. Một khi bản thân hắn nhìn thấu rồi, người không ép hắn, hắn cũng tự ép chính mình. Cứ như vậy, Diệp Huyên ngâm trong vùng biển đó chừng một tháng, cũng kêu gào thảm thiết một tháng. Thật ra, trong lúc đó cũng có mấy lần Diệp Huyên suýt nữa không nhịn được. Nhưng, cuối cùng hắn vẫn kiên cường kiềm nén. Bây giờ bản thân không liều, chẳng lẽ muốn dựa vào cha già và muội muội cả đời sao? Chỉ cần không chết, cho dù có đau đớn gấp trăm lần, lão tử cũng sẽ nhịn. Hắn không muốn mất đi bất cứ ai, càng không muốn vô năng vô lực. Lại trôi qua một tháng. Mà lúc này, Diệp Huyên đã không còn kêu gào nữa rồi. Vì hắn phát hiện ra, hình như đã không còn đau đớn nữa rồi. Lại trôi qua một tháng, lúc này, Diệp Huyên nằm trên mặt biển, rất thư thái. Lúc này biển chết đối với linh hồn hắn mà nói, đã không còn tác dụng gì nữa, chỉ như ngâm mình tắm mà thôi. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, cười nói, hiện tại cảm thấy thế nào? Diệp Huyên cười nói, rất thoải mái. Đạo Nhất khẽ cười, vậy chúng ta đổi một nơi khác. Diệp Huyên lập tức nhướng mày, ta rất mong chờ. Đạo Nhất chớp mắt, không sợ. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, lúc mới đầu, ta rất muốn từ bỏ, bởi vì thực sự quá khó chịu. Khó chịu muốn chết, mà hiện ta chợt phát hiện ra, biển chết vừa nãy khiến ta đau đớn muốn chết, cũng chỉ có như vậy, không những không đau đớn, mà dùng để ngâm linh hồn cũng rất thoải mái. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên một lúc, cười nói, đời người chính là như vậy, có nhiều lúc, những chuyện từng khiến người đau đớn cùng cực kia, rồi sẽ có một ngày khiến người bật cười. Nói rồi, nàng ta mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay nàng ta là một cái đùi gà. Đạo Nhất cười nói, thưởng cho ngươi. Diệp Huyên cười ha ha, cầm lấy đùi gà mà gặm. Đạo Nhất nói, chúng ta đến nơi tiếp theo. Diệp Huyên gật đầu, được. Đạo Nhất đang định đưa Diệp Huyên đi thì lúc này,
không gian xung quanh đột nhiên trở nên kỳ lạ, giống như biến thành trong suốt vậy. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng, lúc ấy, đạo nhất đột nhiên đứng chắn trước mặt Diệp Huyên. Ầm. Cả cơ thể đạo nhất như bị trúng một đòn mạnh, run rẩy dữ dội, lập tức trở nên hư ảo, mà khóe miệng nàng ta, một giọt máu tươi chậm rãi chảy xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Diệp Huyên thay đổi sắc mặt. Hắn đang định ra tay, nhưng lúc này, xung quanh đã khôi phục bình thường. Đạo nhất quay người nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, không sao rồi. Diệp Huyên nhìn đạo nhất, vừa rồi. Đạo nhất cười nói, chút chuyện nhỏ thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, người bị thương rồi. Hắn có thể cảm giác được, lúc này đạo nhất hơi suy yếu. Đạo nhất lắc đầu, không có gì đáng ngại. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, là người dị duy sao? Đạo nhất gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ đến rồi. Đạo nhất cười nói, không, bọn họ vẫn ở dị duy giới. Diệp Huyên còn muốn hỏi gì đó, đạo nhất lại cười nói, có tin tức tốt và tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào? Diệp Huyên nói, tin tức xấu. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, bọn họ biết sự tồn tại của ngươi rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ coi ta là Diệp Thần. Đạo nhất cười nói, ngươi chính là. Diệp Huyên khẽ nói, vậy tin tức tốt thì sao? Đạo nhất nói, tin tức tốt chính là, phong ấn năm đó ngươi để lại vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Diệp Huyên hỏi, 5 năm. Diệp Huyên lắc đầu, có lẽ không lâu như vậy. Diệp Huyên cười gượng, không thể cho ta thêm chút thời gian sao? Đạo nhất cười nói, kế hoạch không theo kịp thay đổi. Nhưng mà không sao, vẫn còn kịp, đi thôi, chúng ta đi tới một nơi. Nói xong, nàng ta mang theo Diệp Huyên biến mất khỏi nơi này. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên và đạo nhất đi đến một nơi sâu trong tinh không, khi đi đến tinh không này, Diệp Huyên chợt cảm thấy như đi vào hầm băng, lạnh đến thấu xương. Đạo nhất mang theo Diệp Huyên đi về nơi xa. Càng đi càng lạnh. Diệp Huyên không nhịn được hỏi, đạo nhất, nơi này là? Đạo nhất cười nói, nơi lạnh nhất trong vũ trụ. Diệp Huyên nhíu mày, nơi lạnh nhất. Đạo nhất gật đầu, không độ tuyệt đối, không có nơi nào lạnh hơn nơi này. Cho dù là siêu thần cảnh cũng có thể chết ở nơi này. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Đạo nhất cười nói, sợ. Diệp Huyên gật đầu, hơi hoảng hốt. Khóe miệng đạo nhất hơi cong lên, nơi này có thể rèn luyện linh hồn của ngươi rất tốt. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, chính là đông lạnh ta sao? Đạo nhất gật đầu, nàng ta dừng bước, sau đó nói, ta dạy ngươi một tâm pháp linh hồn, đợi chút nữa ngươi vận chuyển tâm pháp này đi về phía trước, ngươi đi càng xa, lợi ích thu được càng nhiều. Nhớ kỹ, ta sẽ không cưỡng ép ngươi đi tiếp, ngươi có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nói xong, nàng ta điểm vào giữa lông mày Diệp Huyên. Quỳnh! Chợt có vô số tin tức tràn vào trong đầu Diệp Huyên. Một lát sau, đạo nhất thu ngón tay ngọc ngà trở về, sau đó nói, đi đi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về nơi xa trong tinh không sâu thẳm, ở cuối tầm mắt là một vùng tăm tối, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó từ từ đi về nơi xa. Đạo nhất nhìn Diệp Huyên, không biết đang suy nghĩ gì. Càng đi về phía trước, Diệp Huyên càng cảm thấy lạnh, nhưng mà, sau khi vận chuyển tâm pháp đạo nhất cho hắn, hắn phát hiện, dường như linh hồn mình đang hấp thu cái gì. Khoảng chừng một canh giờ sau, cả người Diệp Huyên đều đang run rẩy. Lạnh quá! Cái lạnh này hơi không bình thường. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía đạo nhất mỉm cười, người có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, nghĩ hay lắm. Nói xong, hắn đột nhiên tăng tốc độ. Chạy! Giờ phút này hắn đã không phải là đi, mà là chạy. Chạy mãi, linh hồn Diệp Huyên đã bắt đầu kết xương, giờ phút này, hắn cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ. Về phần linh hồn, giờ phút này hắn đã sắp không cảm nhận được tồn tại của chính mình nữa rồi. Nhưng mà, Diệp Huyên vẫn đang chạy. Đối với hắn, hắn đã không còn đường lui, cũng không muốn lùi bước. Chỉ thoáng chốc, tốc độ của Diệp Huyên dần chậm lại. Không phải hắn muốn chậm,
mà là bây giờ hắn đã thật sự không chạy nổi nữa rồi. Càng ngày càng chậm. Cũng không lâu lắm, mỗi một bước đi của Diệp Huyên đều nặng tựa nghìn cân. Quan trọng nhất chính là, linh hồn của hắn đã dần dần trở nên mờ ảo. Giống như sắp biến mất. Không xa sau lưng Diệp Huyên, Đạo Nhất cứ nhìn như vậy, thật ra, trong lòng nàng ta cũng hơi thấp thỏm không yên. Mặc dù nàng ta nói không ép buộc Diệp Huyên, nhưng nàng ta thật sự sợ Diệp Huyên sẽ từ bỏ. Muốn kiên trì, thật sự quá khó khăn. Mà muốn vứt bỏ thì lại rất dễ dàng. Tâm pháp nàng ta dạy Diệp Huyên có hai tác dụng, một là hấp thu năng lượng nguyên tố của vùng thế giới này, dùng nó để tăng cường linh hồn của hắn, tác dụng thứ hai chính là bảo vệ linh hồn của hắn, mặc dù hắn sẽ rất đau đớn, nhưng tâm pháp kia sẽ giúp linh hồn của hắn không tiêu tán dù có thế nào đi chăng nữa. Diệp Huyên kiên trì càng lâu thì càng lấy được nhiều lợi ích. Mà một khi Diệp Huyên từ bỏ, như vậy, tâm cảnh của Diệp Huyên sẽ lập tức sụp đổ. Bởi vì một khi con người có lần thứ nhất từ bỏ, vậy sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu như Diệp Huyên thật sự từ bỏ, như vậy, sự tồn tại của Đạo Nhất nàng ta cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa rồi. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên giống như ốc sên bò về nơi xa, khẽ nói, chủ nhân, ta tin tưởng ngươi. Nơi xa, Diệp Huyên càng ngày càng chậm, mà ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn về nơi xa, bây giờ trong đầu của hắn chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là chỉ cần Diệp Huyên hắn còn sống, hắn muốn đi tiếp. Chỉ cần không chết, hắn muốn đi đến cùng. Diệp Huyên chậm rãi bước đi, tốc độ càng ngày càng chậm, có khi một canh giờ mới bước ra một bước, nhưng mà hắn vẫn đang đi. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua. Mà ba ngày này, Diệp Huyên chỉ đi chưa được 10 bước. Giây phút này, trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ, đi tiếp. Nhưng mà, ý thức của hắn đã càng ngày càng mơ hồ. 10 ngày trôi qua. Lúc này Diệp Huyên đã đứng nguyên tại chỗ 3 ngày rồi. 3 ngày qua, một bước cũng chưa bước ra. Không xa sau lưng Diệp Huyên, Đạo Nhất cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, nàng ta đã nhìn hơn 10 ngày. Ánh mắt chưa bao giờ rời đi. Lúc này, nàng ta càng thêm căng thẳng. Cứ như vậy, lại qua thêm 10 ngày. Nhưng Diệp Huyên vẫn chưa bước ra một bước. Lại qua 3 ngày. Diệp Huyên vẫn chưa bước ra nổi một bước. Nhìn thấy cảnh này, Đạo Nhất chậm rãi đi về phía Diệp Huyên. Đã đủ rồi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bước ra một bước này, linh hồn của Diệp Huyên bất chợt giống như thủy triều cuộn trào, vô số sức mạnh linh hồn không ngừng chấn động ra xung quanh. Đạo Nhất ngây ngẩn cả người. Lúc này, Diệp Huyên tiếp tục đi về phía trước. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên. Khóe miệng khẽ cong lên. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên biến mất khỏi tinh không sâu thẳm này. Hồi lâu sau, Diệp Huyên đột nhiên lội xuống dưới, lúc này, Đạo Nhất chợt xuất hiện bên cạnh hắn, đưa mắt nhìn xuống Diệp Huyên, cười nói, mệt không? Diệp Huyên chớp chớp mắt, không mệt. Đạo Nhất cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, thành công rồi. Đạo Nhất gật đầu, bây giờ ngươi đang ở trung tâm của vùng tinh vực này, nơi này là nơi lạnh nhất, cho dù là cao thủ siêu thần cảnh cũng sẽ chết ở nơi này. Trừ phi cao thủ siêu thần cảnh đó có ý chí bất diệt. Diệp Huyên hỏi, ý chí bất diệt. Đạo Nhất cười nói, thật ra, ngoài thân thể và linh hồn thì con người còn có ý chí, trước kia ý chí của ngươi rất kiên định, nhưng ngươi chưa bao giờ đột phá cực hạn của mình, mà vừa rồi, ngươi đã đột phá cực hạn của mình. Sở dĩ bây giờ ngươi không cảm thấy lạnh là bởi vì ý chí của ngươi đã thành thực chất, che chở linh hồn của ngươi. Diệp Huyên lập tức đứng dậy, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Nắm thanh kiếm trong tay, Diệp Huyên chợt cảm thấy có gì đó không giống. Một cảm giác không nói ra được, nhưng chính là không giống. Đạo Nhất cười nói, để lại một sợi kiếm khí. Diệp Huyên do dự một chút. Sau đó khẽ vung kiếm lên, một sợi kiếm khí xuất hiện. Sợi kiếm khí này không biến mất. Đạo Nhất cười nói, còn nhớ kiếm khí phụ thân ngươi từng để lại không? Diệp Huyên gật đầu. Đạo Nhất nói, vậy ngươi biết vì sao kiếm khí của y có thể để lại mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm mà không biến mất, hơn nữa vẫn mạnh mẽ như vậy không? Diệp Huyên trầm giọng nói, ý chí kiếm đạo.
Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy. Sợi kiếm khí ngươi để lại bây giờ có thể tồn tại ít nhất 10 vạn năm. Nếu như không có lực bên ngoài tác động, nó có thể tồn tại lâu hơn. Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Nhất, bây giờ ta đã mạnh hơn rồi sao? Đạo Nhất cười nói, đương nhiên, bây giờ người giao chiến với ngươi, trừ phi đối phương có thực lực cao hơn ngươi rất nhiều, nếu không, đối phương muốn phá kiếm khí và kiếm mang của ngươi, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Diệp Huyên nhếch miệng cười, sớm biết như vậy, ta đã tới nơi này ép mình sớm một chút. Đạo Nhất gật đầu, một người, nếu bằng lòng nhẫn tâm ép bản thân mình, hắn sẽ phát hiện, thật ra hắn rất ưu tú. Nói xong, nàng ta thoáng nhìn xung quanh, sau đó nói, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu rèn luyện thân thể của ngươi rồi. Ý chí của ngươi đã đạt đến ý chí bất diệt, muốn tu luyện thân thể duy độ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, mục đích chủ yếu của ngươi là để ý chí của ta đạt đến bất diệt, chứ không phải linh hồn. Đạo Nhất nói, ngươi đoán thế thì sai rồi. Ta mang ngươi đến nơi này chỉ đơn giản muốn ngươi rèn luyện linh hồn, nhưng không ngờ trời xui đất khiến, ngươi lại đột phá cực hạn ý chí của bản thân, không thể không nói, đây là một niềm vui bất ngờ. Diệp Huyên cười nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Cánh tay Đạo Nhất khẽ vung lên, chỉ thoáng chốc, hai người đã biến mất khỏi nơi này. Ngay sau đó, Diệp Huyên và Đạo Nhất xuất hiện trong một vùng không gian kỳ lạ. Ngắm nhìn xung quanh, Diệp Huyên lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn từng tới nơi này giống hệt với thế giới trong ẩn giáp. Đạo Nhất khẽ nói, đây là vùng thế giới chủ nhân sáng tạo ra, mô phỏng thế giới do người dị duy sáng tạo, nhưng mà, vẫn còn kém xa dị duy giới thật sự. Đương nhiên không thể không nói, chủ nhân có thể làm được đến vậy đã rất khủng bố rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một số điểm sáng màu trắng. Đạo Nhất cười nói, đó chính là những điểm truyền tống đi đến dị duy giới, mấy người A Mệnh đang ở bên kia. Diệp Huyên nhìn Diệp Huyên, quan hệ giữa các ngươi không hòa hợp. Đạo Nhất gật đầu, rất không hòa hợp. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, A Mệnh kia có thái độ gì với ta? Đạo Nhất cười nói, yên tâm, nàng ta sẽ không đối địch với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, như vậy cũng tốt. Đạo Nhất nhìn xung quanh, có thể nói duy độ của nơi này chính là cực hạn của vùng vũ trụ này, bây giờ chúng ta lợi dụng duy độ này để rèn luyện thân thể của ngươi. Diệp Huyên hỏi, làm thế nào? Đạo Nhất cười nói, cắn nuốt hết thế giới duy độ này. Diệp Huyên. Cắn nuốt toàn bộ duy độ này. Diệp Huyên nghe mà choáng váng. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Diệp Huyên, Đạo Nhất cười nói một cách khác. Khiến ngươi và duy độ này hòa làm một thể. Diệp Huyên trầm giọng nói, cắn nuốt hết duy độ này có ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài không? Đạo Nhất lắc đầu, không, nơi này chỉ là một lối đi thông đến dị duy giới, không có cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là sau này một khi dị duy giới phá vỡ phong ấn kia thì dị duy giới sẽ trực tiếp thông với vùng vũ trụ này của chúng ta, nhưng mà cho dù có nơi này thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Diệp Huyên gật đầu, rõ rồi. Đạo Nhất chợt nói, còn nhớ những cuốn sách ta để ngươi đọc lúc trước không? Diệp Huyên hỏi, những cuốn sách kia có trợ giúp với rèn luyện thân thể của ta? Đạo Nhất cười nói, trợ giúp rất lớn. Nói xong, nàng ta đột nhiên điểm vào giữa lông mày Diệp Huyên. Quỳnh! Quần áo toàn thân Diệp Huyên lập tức hóa thành cho tàn. Trần trụi! Cảm thấy bên dưới lạnh lẽo, sắc mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ. Đạo Nhất cười nói, tiếp sau đây, ngươi nghe ta chỉ huy, mặc dù quá trình hơi đau đớn, nhưng đối với ngươi thì chắc hẳn không vấn đề gì. Diệp Huyên gật đầu, được. Sau đó, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện thân thể duy độ. Khi Diệp Huyên tu luyện, vùng không gian duy độ kỳ lạ này bắt đầu rung động. Mà sau khi dặn dò xong tất cả, Đạo Nhất quay người rời đi. Trên không trung bất tử giới, không gian đột khiên khẽ rung động. Ngay sau đó, Đạo Nhất đi ra. Lúc này toàn bộ bất tử giới đã khôi phục bình thường. Đông Lý Tịnh cũng ở đây. Lúc này, Đông Lý Tịnh xuất hiện trước mặt Đạo Nhất. Đông Lý Tịnh nhìn Đạo Nhất, ngươi làm bằng cách nào? Thật ra, bà cũng không biết lúc trước nhóm người mình sống sót như thế nào. Đạo Nhất cười nói, chuyện này hơi phức tạp,
ta cũng không muốn giải thích quá nhiều. Đông Lý Tịnh lắc đầu, ngươi làm nhiều như vậy chỉ là muốn hắn thăng cấp. Đạo Nhất khẽ cười nói, ta chỉ muốn hắn trưởng thành hơn. Đông Lý Tịnh đột nhiên nói, lúc đầu ngươi muốn giết hắn, phải không? Đạo Nhất gật đầu. Đông Lý Tịnh lại nói, vậy vì sao lại thay đổi ý định? Đạo Nhất im lặng một lát rồi cười nói, bởi vì ta phát hiện, hắn và chủ nhân đã hòa làm một thể, hắn chính là chủ nhân chính là hắn, ta giết hắn, chủ nhân cũng sẽ chết. Đông Lý Tịnh trầm giọng nói, ngươi có hiểu rõ về dị duy tộc không? Đạo Nhất gật đầu, hiểu rõ. Đông Lý Tịnh nhìn Đạo Nhất, đáng sợ đến trình độ nào? Đạo Nhất đột nhiên mở lòng bàn tay, một con kiến chậm rãi bò trong lòng bàn tay nàng ta, Đạo Nhất nhìn con kiến này, cười nói, trong mắt người dị duy, chúng ta giống như con kiến trong mắt loài người. Mặc dù điều này rất đả kích, nhưng sự thật chính là như vậy. Đông Lý Tịnh trầm giọng nói, chủ nhân ngươi từng phong ấn dị duy tộc. Đạo Nhất chớp chớp mắt, chủ nhân cũng không phải loài người. Nghe vậy, đồng tử Đông Lý Tịnh hơi co lại, không phải con người. Đạo Nhất cười nói, chính xác mà nói, hắn là nửa loài người. Đông Lý Tịnh lại hỏi, năm đó hắn thất bại rồi sao? Đạo Nhất gật đầu, không coi là thất bại, chỉ có thể nói, hắn kéo dài thời gian. Đông Lý Tịnh nói, kéo dài mười mấy vạn năm. Đạo Nhất lắc đầu, ngươi sai rồi, hắn chỉ kéo dài 10 năm. 10 năm. Đông Lý Tịnh nhíu mày, 10 năm. Đạo Nhất khẽ nói, ở vùng vũ trụ này của chúng ta, thời gian là không thể khống chế, cũng không thể nghịch chuyển, nhưng ở dị duy giới thì có thể. Nơi này của chúng ta đã trôi qua mười mấy vạn năm, nhưng ở dị duy giới, bọn họ có thể rút ngắn thời gian thành vài chục năm. Nghe vậy, sắc mặt Đông Lý Tịnh dần trở nên nghiêm trọng, chúng ta không có chút xíu cơ hội nào sao? Đạo Nhất cười nói, có. Đó chính là để chủ nhân phong ấn bọn họ lần nữa. Nhưng bây giờ khó hơn trước kia, bởi vì dị duy tộc đã phát hiện ra hắn, hơn nữa, dị duy tộc cũng mạnh hơn trước kia. Nói xong, nàng ta đi đến trước mặt Đông Lý Tịnh, lấy một cuốn sách cổ đưa đến trước mặt Đông Lý Tịnh cô nương, ngươi là một người đáng để ta tôn kính, đây là một món quà nhỏ của cá nhân ta. Nếu như ngày sau chủ nhân đánh thắng, vật này sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của bất tử đế tộc các ngươi, nếu như đánh thua, tất cả đều vô dụng. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Đông Lý Tịnh nhìn Đạo Nhất, bất tử đế tộc ta muốn kể vai chiến đấu cùng hắn. Đạo Nhất chợt dừng bước, khẽ nói, Tịnh cô nương, thứ cho ta nói thẳng, cho dù cho bất tử đế tộc ngươi 100 năm thì đứng trước dị duy tộc, bất tử đế tộc ngươi vẫn ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Nói xong, nàng ta đã biến mất không còn ở đây nữa. Nơi đó, Đông Lý Tịnh rất lâu vẫn không nói lời nào. Sau khi rời khỏi bất tử đế tộc, Đạo Nhất đến hư vô giới. Hư vô tâm nhìn Đạo Nhất trước mặt, có dặn dò gì? Đạo Nhất cười nói, bây giờ hư vô tộc ngươi đang khôi phục tự do rồi. Khôi phục tự do? Hư vô tâm nhíu mày, ngươi có ý gì? Đạo Nhất cười nói, ý của ta chính là hư vô tộc ngươi khôi phục tự do thật sự rồi. Nhưng mà, đừng cắn nuốt thế giới nữa, ngoan ngoãn sống tiếp đi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Hư vô tâm đột nhiên nói, không cần chúng ta nhằm vào Diệp Huyên nữa sao? Đạo Nhất xua xua tay, đã không cần nữa rồi. Nói xong, nàng ta đã biến mất khỏi nơi này. Nơi đó, hư vô tâm cau mày. Đạo Nhất trở về bên cạnh Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên đã không còn thân thể, chỉ có linh hồn. Đạo Nhất thoáng nhìn Diệp Huyên, mỉm cười. Nhưng sau đó lại xoay người đi về phía những điểm sáng màu trắng kia. Chỉ thoáng chốc, Đạo Nhất xuyên qua những điểm sáng màu trắng đó, đi đến một vùng tinh không. Đạo Nhất vừa xuất hiện ở vùng tinh không này, pháp tắc thời gian đã xuất hiện trước mặt nàng ta. Pháp tắc thời gian nhìn Đạo Nhất, vẻ mặt không thân thiện. Đạo Nhất nhìn về phía vòng xoáy màu đen ở nơi xa, lúc này, một cô gái từ trong đó đi ra. Chính là A Mệnh. Lúc này khóe miệng A Mệnh mang theo máu tươi, không chỉ như vậy, trên má phải nàng ta còn có một vệt máu đỏ thẫm. Khi nhìn thấy Đạo Nhất, ánh mắt A Mệnh lập tức trở nên lạnh giá, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Rất rõ ràng,
các nàng đã biết chuyện Đạo Nhất làm với Diệp Huyên. Đạo Nhất cười nói, A Mệnh, có phải gần đây cảm thấy càng ngày càng khó nhọc hay không? A Mệnh mặt không cảm xúc, liên quan gì đến ngươi? Đạo Nhất nhìn A Mệnh, khẽ cười nói, A Mệnh, phòng thủ không được. A Mệnh nhìn chằm chằm Đạo Nhất, phòng thủ không được ta vẫn phải phòng thủ. Đạo Nhất lắc đầu, được được, ngươi phòng thủ đi. A Mệnh nhìn Đạo Nhất, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đạo Nhất cười nói, lần này đến tìm các ngươi là muốn nhờ các ngươi giúp đỡ. A Mệnh cười lạnh lùng, tiễn ngươi về Tây Thiên sao? Nếu là như vậy, ta rất sẵn lòng. Đạo Nhất nói, giúp chủ nhân. Giúp chủ nhân. A Mệnh cau mày lại. Đạo Nhất nhìn về phía vòng xoáy màu đen kia, khẽ nói, A Mệnh, người dị duy đã phát hiện ra chủ nhân rồi. Trong mắt A Mệnh bỗng nhiên co rụt lại, sao có thể? Đạo Nhất cười nói, người đã đánh giá thấp người dị duy rồi. Mặc dù bây giờ chúng nó không cách nào xuyên qua phong ấn của chủ nhân, nhưng mà không có nghĩa cao thủ đứng đầu chúng nó không dùng cách khác đi vào thế giới này. A Mệnh trầm giọng nói, vết thương trên người ngươi là người dị duy làm. Đạo Nhất gật đầu. A Mệnh nhìn Đạo Nhất, năm đó vì sao phản bội chủ nhân? Đạo Nhất cười nói, câu hỏi này, sau này ta sẽ giải thích với ngươi, việc cấp bách bây giờ là đối phó với người dị duy, tranh thủ chút thời gian cho chủ nhân. A Mệnh đang định nói chuyện, nhưng mà lúc này, nơi đây chợt xảy ra chuyện. Vòng xoáy màu đen ở không xa phía trước ba cô gái đột nhiên rung động, nhìn thấy cảnh này, A Mệnh nheo mắt lại, tay phải chậm rãi siết chặt. Lúc này, một bóng mờ bay ra. Bóng mờ này vừa xuất hiện, nụ cười trên mặt Đạo Nhất cũng dần biến mất. Bóng mờ giống như một người trong suốt, căn bản không nhìn thấy dáng vẻ thật sự. Lúc này, bóng mờ đột nhiên bay đến trước mặt Đạo Nhất, bóng mờ cứ nhìn Đạo Nhất như vậy, một lát sau, bóng mờ đột nhiên biến mất khỏi nơi này. Nhìn thấy cảnh này, Đạo Nhất nheo mắt lại, quay lại. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên tóm về phía sau. Quỳnh. Một tóm này, trong vùng không gian kỳ lạ bên dưới, đỉnh đầu Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ bỗng nhiên nắm một cái, không gian lập tức méo mó thành một vòng xoáy kỳ lạ. Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng ngẩng đầu lên, lúc này, hắn nhìn thấy một khuôn mặt kỳ lạ, một khuôn mặt giống như trong suốt. Người dị duy. Người dị duy kia cứ nhìn chằm chằm Diệp Huyên lại không cách nào nhìn thấy biểu cảm của người dị duy. Lúc này, Đạo Nhất xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Đạo Nhất lạnh lẽo nhìn người dị duy kia, người dị duy đột nhiên biến mất khỏi nơi này, Đạo Nhất lập tức chỉ ngón tay về phía trước. Quỳnh. Ngón tay vừa chỉ ra, không gian trực tiếp biến thành hư vô. Ầm. Đạo Nhất liên tục lùi về phía sau. Mà trong quá trình nàng ta lui lại, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên phập phồng kỳ lạ. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi dữ dội, hắn chém một kiếm xuống. Vèo. Kiếm quang phá không mà đi, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Đồng tử Diệp Huyên bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn ngửi thấy hơi thở tử vong. Đúng lúc này, Đạo Nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Đạo Nhất đan tay vào nhau rồi đánh mạnh về phía trước, diệt. Quỳnh. Không gian trước mặt Đạo Nhất và Diệp Huyên đột nhiên biến thành hư vô. Theo đó, còn có thời gian cũng biến thành hư vô. Mà lúc này, bóng mờ kia đã lùi ra ngoài mười mấy trượng. Bóng mờ lạnh lùng nhìn Đạo Nhất, cuối cùng, ánh mắt của gã ta rơi xuống người Diệp Huyên, giơ ngón cái lên, sau đó úp ngược xuống, rất yếu. Rất yếu. Nói xong, gã ta dần dần biến mất. Sau khi bóng mờ biến mất, Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, không cần để ý đến lời của gã ta, dựa theo thời gian của vùng vũ trụ này, gã ta sống ít nhất trăm vạn năm. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta hơi khó chịu. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, vì sao? Đang cập. Diệp Huyên nhìn về phía Đạo Nhất, lúc này khóe miệng hơi sưng, còn mang theo máu tươi, không chỉ như vậy, bụng nàng ta còn có một quyền ấn rất sâu. Thương nặng. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, giúp ta một việc. Nói xong, hắn đến gần Đạo Nhất, nhỏ giọng nói mấy câu. Đạo Nhất chớp mắt, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyên gật đầu. Đạo Nhất ngẫm nghĩ, sau đó nói, có thể. Nói xong, nàng ta mang theo Diệp Huyên biến mất khỏi nơi này.
Trong một tinh không không biết tên nào đó, một kiếm tu mặc trường bào màu mây đang chậm rãi bước đi. Đúng lúc này, kiếm tu đột nhiên quay người, Đạo Nhất và Diệp Huyên xuất hiện trước mặt kiếm tu. Khi kiếm tu nhìn thấy Diệp Huyên thì hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, đệ tìm ta. Diệp Huyên gật đầu, đại ca, lâu rồi không gặp. Kiếm tu cười nói, có chuyện gì? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta biết đại ca cô đơn, ta muốn tìm đối thủ cho đại ca. Kiếm tu thoáng nhìn Đạo Nhất, lắc đầu, nếu bản thể của cô nương này ở đây, có lẽ ta sẽ hứng thú, nhưng mà, nàng ta là bạn của đệ sao? Diệp Huyên gật đầu. Kiếm tu mỉm cười, được, thật ra nàng ta cũng không yếu như vậy. Đạo Nhất. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên giữ chặt cánh tay kiếm tu, sau đó nói, đại ca, chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo kiếm tu và Đạo Nhất biến mất. Khi xuất hiện lại lần nữa, ba người đã đi đến trước vòng xoáy màu đen thông đến dị duy giới. Diệp Huyên chỉ vào vòng xoáy màu đi, đại ca, người đi bên kia chơi vui. Kiếm tu liếc nhìn vòng xoáy màu đen kia, trong mắt hắn chợt lóe chút kinh ngạc, hình như cũng thú vị. Diệp Huyên gật mạnh đầu, rất thú vị. Kiếm tu khẽ vỗ bả vai Diệp Huyên, ta đi đây. Nói xong, hắn ta đi về phía vòng xoáy màu đen. Khi đi đến trước vòng xoáy màu đen, Diệp Huyên đột nhiên nói, đại ca, có thể để lại cho ta một sợi kiếm khí không? Coi như một vật kỷ niệm. Kiếm tu do dự một lát, sau đó giơ ngón tay điểm ra, một sợi kiếm khí rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, nhóc con, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn ta biến mất trong vòng xoáy màu đen kia. Diệp Huyên đặt sợi kiếm khí này trước vòng xoáy màu đen, sau đó quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất, có sợi kiếm khí này trấn áp, trong thời gian ngắn, chắc chắn bọn họ không cách nào tùy ý đến đây, đúng không? Đạo Nhất im lặng, Diệp Huyên đi đến bên cạnh Đạo Nhất, khẽ nói, ta có thể coi đây là gian lận không? Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên vội nói, ta không bảo đại ca ta đi đánh người dị duy. Còn bản thân huynh ấy có đánh hay không, đó là chuyện của huynh ấy, không liên quan gì đến ta. Đạo Nhất trừng mắt nhìn Diệp Huyên, lắc đầu kẻ dối trá. Diệp Huyên nhếch miệng cười, nhưng nghĩ đến gì đó, hắn trầm giọng nói, Đạo Nhất, không phải có phong ấn hay sao? Tại sao người dị duy có thể xuyên qua phong ấn đến được chỗ chúng ta? Đạo Nhất quay đầu nhìn lốc xoáy kia, nhẹ giọng nói, bởi vì phong ấn đã bị nới lỏng rồi. Phong ấn nới lỏng. Diệp Huyên nhìn lốc xoáy màu đen kia, nhanh nhất là bao lâu nữa bọn họ có thể đến đây? Đạo Nhất cười nói, có luồng kiếm khí này thì có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. 5 năm có lẽ sẽ không có vấn đề, nhưng, một khi phong ấn hoàn toàn biến mất, thì kiếm khí này cũng không ngăn được bọn họ. Kiếm khí này chỉ có thể khiến bọn họ không thể xuyên qua trong mấy năm thôi. 5 năm. Diệp Huyên khẽ nói, 5 năm sau, ta đối phó với dị duy tộc. Đạo Nhất gật đầu. Diệp Huyên có chút không hiểu, năm đó Diệp Thần thất bại rồi sao? Đạo Nhất lại gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta học tập 5 năm, có thể mạnh hơn Diệp Thần năm đó không? Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, người không có tự tin về bản thân sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, đúng là không có tự tin. Trước mắt mà nói, ngay cả những pháp tắc vũ trụ mà hắn cũng không đánh được, chẳng lẽ học 5 năm thì có thể mạnh hơn chủ nhân Diệp Thiên của những pháp tắc vũ trụ này sao? Không thể. Mặc dù hắn rất tự tin, nhưng không tự đại. Đạo Nhất cười nói, với tình huống bình thường thì chắc chắn không thể. Diệp Huyên hỏi, không bình thường. Đạo Nhất gật đầu. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, không bình thường là thế nào? Đạo Nhất chớp mắt, khá tinh nghịch, tạm thời giữ bí mật. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh, các ngươi đã quên hai người chúng ta rồi sao? Diệp Huyên quay đầu nhìn bên cạnh, ở đó có hai cô gái. Pháp tắc vận mệnh và pháp tắc thời gian. Lúc này, hai cô gái đều đang nhìn Diệp Huyên. A Mệnh đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta cứ nhìn thẳng Diệp Huyên như vậy, như muốn xuyên thấu Diệp Huyên vậy. Có chút lạ lắm, nhưng lại có phần quen thuộc. Qua một lúc lâu, A Mệnh rời tầm mắt, ánh mắt có chút phức tạp khó nói, đúng là một thể. Lúc này nàng ta chắc chắn, vận mệnh Diệp Huyên và Diệp Thần đúng thật là hòa hợp làm một rồi.
Diệp Huyên hiện tại chính là Diệp Thần. Nếu Diệp Huyên chết, Diệp Thần cũng sẽ biến mất theo. A Mệnh quay đầu nhìn Đạo Nhất, tại sao lại như vậy? Mặc dù nàng ta sớm đã biết vận mệnh Diệp Huyên và Diệp Thần đã hòa hợp một thể, nhưng nàng ta không biết tại sao lại vậy. Với tình hình thông thường, Diệp Huyên là Diệp Huyên, Diệp Thần là Diệp Thần, bởi vì lúc Diệp Thần chuyển thế luân hồi mang theo ký ức, cho dù Diệp Thần vẫn chưa thức tỉnh thì Diệp Thần có lẽ cũng là thân phận, vận mệnh riêng biệt, chứ không phải hợp một thể với Diệp Huyên. Đạo Nhất khẽ cười nói, bởi vì mang theo ký ức chuyển thể sống lại, là chuyện chủ nhân không thích nhất, cũng là chuyện ghét nhất, là chuyện đi ngược với quy tắc ban đầu của hắn nhất, vì vậy, ngươi hiểu rồi chứ? A Mệnh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đương nhiên nàng ta hiểu rồi. Rõ ràng, mặc dù Diệp Thần đã luân hồi, nhưng hắn không lựa chọn mang theo ký ức chuyển thế luân hồi, cũng có nghĩa là, hắn chính là Diệp Huyên, hắn thật sức luân hồi chuyển thế rồi. Như nghĩ đến gì đó, A Mệnh lại nói, không đúng, nếu hắn không mang theo ký ức chuyển thế, vậy tại sao ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, mặc dù rất mơ hồ, nhưng đúng là có tồn tại, vì sao chứ? Đạo Nhất nhẹ giọng nói, là pháp tắc luân hồi làm, nàng ta cưỡng chế bảo vệ ký ức chủ nhân, không để ký ức chủ nhân biến mất. A Mệnh nhíu mày, cũng có nghĩa là, nếu ký ức của chủ nhân khôi phục. Đạo Nhất lắc đầu, không thể. A Mệnh có phần không hiểu, vì sao chứ? Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, khẽ nói, có hai nguyên nhân, thứ nhất, chủ nhân không nguyện ý, thứ hai, nếu pháp tắc luân hồi thật sự muốn để chủ nhân tái thế sống lại thì cô gái đó sẽ cưỡng ép giết chết chủ nhân, sau đó xóa bỏ chủ nhân. Cô gái. Sắc mặt A Mệnh u ám, đương nhiên nàng ta biết Đạo Nhất nói đến ai, chính là cô gái váy trắng. Nếu không có cô gái kia, pháp tắc luân hồi có lẽ sẽ thành công. Pháp tắc thời gian ở bên cạnh đột nhiên nhìn Đạo Nhất, hắn sẽ biến thành chủ nhân sao? Đạo Nhất cười nói, hắn chính là chủ nhân. Pháp tắc thời gian liếc nhìn Diệp Huyên, vậy ký ức của chủ nhân? Đạo Nhất khẽ cười nói, phải xem tên nhóc này có nguyện ý khôi phục những ký ức đó của bản thân không? Diệp Huyên lập tức lắc đầu, không nguyện ý, ta không muốn trở thành người khác. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, ngươi không phải trở thành người khác. Diệp Thần chính là tiền kiếp của ngươi, giữa các ngươi không có xung đột gì cả. Diệp Huyên nói, ta là ta chỉ muốn làm Diệp Huyên. Đạo Nhất cười nói, ngươi còn là ca ca của cô gái váy trắng nữa. Diệp Huyên không nói gì, nhiều lúc hắn cũng mịt mù chẳng hiểu nổi. Rốt cuộc lão tử là ai? Lúc này, Đạo Nhất bỗng cười nói, ta giúp ngươi làm rõ một chút. Khi chủ nhân luân hồi, trở thành ca ca của cô gái váy trắng, nhưng lúc đó hắn vẫn chưa thức tỉnh, cô gái váy trắng cũng chưa mạnh như vậy. Sau này, pháp tắc luân hồi xảy ra vấn đề, khiến kiếp đó chủ nhân vẫn chưa thức tỉnh mà thế giới đã sụp đổ, mà sau đó, cô gái váy trắng nổi dậy, cưỡng ép nghịch chuyển luân hồi, cứu ngươi quay về. Ngươi có thể đang nghi hoặc, tại sao cô gái váy trắng chỉ nhận ngươi mà không nhận chủ nhân, bởi vì lúc đó, chủ nhân chưa thức tỉnh, bên lúc đó ngươi mới là ca ca thực sự của nàng ta. Nàng ta cứu là cứu ngươi đơn thuần nhất, nhân quả giữa ngươi và nàng ta, với chủ nhân không có liên quan gì cả, vì vậy nàng ta chỉ nhận ngươi thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ý của ngươi là, khi ta là ca ca của Thanh Nhi thì chủ nhân ngươi vẫn chưa thức tỉnh. Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy, cho nên, nàng ta cứu là cứu ngươi, cũng chỉ nhận ngươi. Đương nhiên, chủ nhân và nàng ta quả thực không có quan hệ gì. Mà nàng ta cũng sẽ không để ký ức chủ nhân chủ đạo thân thể ngươi, vì nếu ký ức chủ nhân nắm quyền điều khiển thân thể ngươi thì đồng nghĩa với việc xóa bỏ ngươi, mà chủ nhân cũng không nguyện ý sở hữu ký ức tiền kiếp. Vì thế, ngươi chính là chuyển thế của chủ nhân, chỉ là không có ký ức chuyển thể. Còn về ký ức trước đây của chủ nhân, ngươi không cần phản cảm như vậy, vì dù ngươi có được ký ức của hắn thì ngươi cũng sẽ không trở thành hắn. Đời này, ngươi chính là Diệp Huyên, trừ khi chủ nhân xóa bỏ ký ức đời này của ngươi. Nếu không thì ngươi chỉ là Diệp Huyên, ai cũng không thể thay đổi. Bởi vì năm đó khi chủ nhân lập ra quy tắc luân hồi, có định ra quy tắc là một người chỉ có thể có một kiếp. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đại khái ta cũng hiểu rồi. Diệp Thần là tiền kiếp của hắn. Nhưng, tiền kiếp của hắn không nguyện ý giữ lại ký ức sống lại, đương nhiên, cũng không thể, bởi vì có Thanh Nhi. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên cũng toát mồ hôi. Nếu không có Thanh Nhi, bản thân sẽ bị xóa bỏ rồi sao?
Phải biết rằng, tùy tiền kiếp bản thân không nguyện ý mang theo ký ức sống lại, nhưng, pháp tắc luân hồi gì đó lại không nghĩ như vậy. Như nghĩ đến gì đó, đột nhiên Diệp Huyên lại nói, không đúng. Không đúng, không đúng chút nào. Đạo Nhất chớp mắt, chỗ nào không đúng. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, ta là ca ca của Thanh Nhi, vậy ta với cha ta là sao chứ? Nếu Thanh Nhi cứu ta về thì ta căn bản không thể trở thành con trai của cha ta được. Đạo Nhất không nói gì. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, đợi câu trả lời. Một lúc lâu sau, Đạo Nhất khẽ nói, chuyện này, ta không thể nói với ngươi, ngươi phải để muội muội và cha ngươi nói. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao? Đạo Nhất cười nói, bọn họ không nói với ngươi nhất định là có nguyên nhân, ta không tiện nói nhiều. Diệp Huyên. Đạo Nhất lại nói, ký ức của chủ nhân là ở trong thân thể ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi khôi phục lại những ký ức đó, trừ phi tự bản thân ngươi nguyện ý, đương nhiên, cho dù ngươi nguyện ý thì chủ nhân trước đó có thể sẽ không nguyện ý. Hắn là người lập ra quy tắc, nếu bản thân hắn cũng vi phạm quy tắc của mình, hắn sẽ không để bản thân trở thành người như vậy, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này. Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn hai cô gái A Mệnh, nếu các cô có thể liên lạc được với pháp tắc luân hồi, thì đừng để nàng ta chơi đùa nữa. Nếu chơi tiếp thì sẽ nàng ta sẽ chết đấy. A Mệnh lắc đầu, liên lạc nàng ta không được. Năm đó nàng ta nói dưỡng thương, nhưng sau đó lại biết mất. Ta đã thử tìm kiếm, nhưng không có tin tức gì. Đạo Nhất nhẹ giọng nói, thôi vậy, tùy nàng ta vậy. A Mệnh đột nhiên nói, Đạo Nhất, rốt cuộc mục đích cô là gì? Cái chết của chủ nhân năm đó, có liên quan rất lớn với cô, chuyện này cô không thể phủ nhận đúng chứ? Đạo Nhất gật đầu, ta không phủ nhận. A Mệnh nhìn Đạo Nhất chằm chằm, bây giờ có thể nói không? Đạo Nhất cười nói, quả thực không thể. A Mệnh lắc đầu, ta không tin cô. Đạo Nhất cười nói, A Mệnh, ta không cần cô tin tưởng, ta nói rồi. Đạo Nhất ta cả đời này chỉ có lỗi với một người, chính là chủ nhân, ngoài hắn thì ta không thiếu nợ ai gì cả. Mọi chuyện ta làm lúc này cũng không phải để đền tội, cũng không phải để được các ngươi tha thứ, mọi chuyện ta làm hiện tại chỉ đơn thuần muốn chủ nhân sống sót, chỉ vậy mà thôi. Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, ngươi tin ta không? Diệp Huyên gật đầu, trực giác nói cho ta biết, nắm đó ta không hận ngươi. Gương mặt tươi cười của Đạo Nhất dần biến mất, một lúc sau, nàng ta cười nói, nhưng ta thực sự đã phản bội hắn. Diệp Huyên nói, lúc ngươi phản bội hắn, hắn đau lòng không? Đạo Nhất khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói, không có. Diệp Huyên nhìn Đạo Nhất, vậy tức là, có thể hắn đã sớm biết ngươi muốn phản bội hắn, đúng không? Nước mắt Đạo Nhất đột nhiên chảy xuống. Diệp Huyên đang định nói thì Đạo Nhất bỗng nhìn Diệp Huyên, cười nói, thật ra, ta thật sự rất xấu. Như A Mệnh nói, năm đó chủ nhân nuôi dưỡng ta, thật sự chi bằng nuôi một con chó, ít ra chó sẽ không cắn ngược chủ. Diệp Huyên trầm giọng nói, người muốn nghe suy nghĩ của ta không? Đạo Nhất cười nói, muốn. Diệp Huyên gật đầu, nếu muội muội ta giết ta, mặc kệ vì nguyên do gì, ta cũng sẽ không hận nàng ấy, ngươi biết vì sao không? Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên, vì sao? Diệp Huyên cười nói, bởi vì trong lòng ta, muội muội ta là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả mạng sống ta, hắn không hận ngươi, chỉ có một cách giải thích, trong lòng hắn ngươi rất quan trọng, so với mạng sống hắn còn quan trọng hơn, cho dù ngươi thật sự phản bội hắn, thì hắn cũng sẽ không giận ngươi. Đạo Nhất chợt cười, nhưng cười một lúc lại bật khóc. Nhìn thấy Đạo Nhất nước mắt như mưa ở trước mặt, Diệp Huyên thở dài trong lòng. Hắn không biết giữa Đạo Nhất và Diệp Thần năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Nhất là hành vi của Đạo Nhất. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Đúng là nàng ta phản bội. Cũng có nghĩa, năm đó chắc chắn nàng ta đã đứng cùng phía dị duy tộc. Nhưng, hiện tại nàng ta lại giúp mình. Rốt cuộc nàng ta đứng bên nào? Diệp Huyên không hỏi, vì hắn biết hiện tại chắc chắn Đạo Nhất sẽ không nói. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, làm dáng quá nhỉ. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, bắt đầu tu luyện thân xác đi. Diệp Huyên gật đầu, ta quay về Thanh Châu một chuyến, một canh giờ, có được không?
Đạo Nhất cười nói, có thể. Diệp Huyên nhìn hai người A Mệnh, khẽ gật đầu rồi hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Đạo Nhất xoay người nhìn A Mệnh, dùng danh nghĩa của chủ nhân, gọi bọn họ đến. A Mệnh lắc đầu, ta không tin cô. Nàng ta từ đầu tới cuối vẫn không tin Đạo Nhất. Đạo Nhất có thể phản bội lần đầu, thì chắc chắn có thể phản bội lần hai. Như biết suy nghĩ của A Mệnh, Đạo Nhất bỗng nói, nhìn thấy người dị duy kia rồi chứ. Vẻ mặt A Mệnh u ám. Nàng ta hiểu ý Đạo Nhất, người dị duy có thể xuất hiện bên này, có nghĩa tác dụng của phong ấn càng lúc càng yếu rồi. Một khi phong ấn biến mất thì tất cả đều chết. Lúc này, pháp tắc thời gian chợt nói, cô muốn chúng ta làm gì? Đạo Nhất cười nói, giúp chủ nhân mạnh hơn. Pháp tắc thời gian lắc đầu, không kịp. Đạo Nhất hỏi, vậy đợi chết sao? Pháp tắc thời gian im lặng. Đạo Nhất nhìn hai cô gái, còn nữa, đừng để nha đầu luân hồi kia có thêm ý nghĩ quỷ gì nữa. Nàng ta còn chơi nữa thì sẽ khiến bản thân cũng biến mất thôi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Sau khi Đạo Nhất rời đi, A Mệnh nhẹ giọng nói, tin nàng ta sao? Pháp tắc thời gian trầm mặc một lúc rồi nói, chúng ta chỉ có thể tin nàng ta. A Mệnh gật đầu, ta đi tìm bọn họ. Nói xong, nàng ta quay người biến mất. Pháp tắc thời gian cũng biến mất sau đó. Sau khi các cô gái biến mất, phía trước lốc xoáy, luồng kiếm quang kia đột nhiên dao động. Sau khi Diệp Huyên quay về Thanh Thành thì đã bắt đầu điên cuồng cắn nuốt thế giới kỳ dị kia. Mặc dù đã lừa đại ca đến dị duy giới, nhưng hắn biết, với tính cách của đại ca sẽ không tiêu diệt dị duy giới. Đại ca chỉ có một mục đích, chính là tìm cao thủ. Vì vậy, đại ca đến dị duy giới nhiều lắm cũng chỉ là gây chút khó khăn cho dị duy giới, kéo dài chút thời gian cho bản thân hắn mà thôi. Dưới chỉ đạo của Đạo Nhất, Diệp Huyên bắt đầu nuốt chửng thế giới duy độ kỳ lạ xung quanh. Quá trình có chút đau khổ. Nhưng quá trình đau khổ này với hắn mà nói, quả thực có thể bỏ qua không đáng kể. Đây không phải là chuyện quan trọng là trong quá trình đang nuốt chửng thì hắn cần phải để linh hồn bản thân thích ứng với thế giới duy độ này, cũng chính là để linh hồn bản thân và thế giới duy độ này hợp thành một thể. Chuyện này rất khó. Bởi vì hắn không hiểu nhiều về thế giới duy độ này, nhưng cũng may, có Đạo Nhất ở bên cạnh chỉ dẫn, lại thêm trước đó đã xem những cuốn sách cổ kia, vì vậy, mặc dù có duy độ, nhưng hắn vẫn có thể nuốt chửng, chẳng qua chỉ là tốc độ có hơi chậm. Cứ như vậy, từng ngày lại trôi qua. Một tháng sau, thân xác Diệp Huyên bắt đầu dần dần xuất hiện, nhưng thân xác hắn hiện tại có chút kỳ lạ, không giống như thân xác người bình thường. Lại trôi qua hai tháng, thế giới duy độ xung quanh Diệp Huyên đã hoàn toàn biến mất, biến thành một vùng hư vô, đồng thời, thân xác hắn đã hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng, thân xác hiện tại của hắn cực kỳ kỳ lạ, giống như được tạo thành từ thủy tinh vậy. Khi Diệp Huyên nhìn thấy thân thể bản thân cũng đều ngây người. Đạo Nhất cười nói, thân xác duy độ, thân xác hiện tại của ngươi chính là một vùng thế giới duy độ. Diệp Huyên trầm giọng nói, vẻ ngoài này. Đạo Nhất nói, ngươi có thể khiến nó khôi phục lại thân xác nhân loại bình thường. Diệp Huyên trong lòng khẽ động, quả nhiên, thân xác hắn khôi phục lại bình thường. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên bước về phía trước, đánh một quyền vào bụng Diệp Huyên. Ầm. Cả thân thể Diệp Huyên khẽ run rẩy. Không gian hư vô xung quanh lập tức sôi sục giống như thủy triều, mà Diệp Huyên lại không bị gì cả. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, chuyện này. Đạo Nhất cười nói, ngươi hiện tại đã không phải sợ pháp tắc vũ trụ nữa. Thân xác ngươi hiện tại, chính là thân xác mạnh nhất vũ trụ. Cho dù là pháp tắc vũ trụ như chúng ta cũng khó mà làm tổn thương ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, kinh khủng đến vậy sao? Đạo Nhất gật đầu. Nàng ta khẽ chạm vào thân thể Diệp Huyên, sau đó nói, thế giới duy độ đã dồn nén vào trong thân xác ngươi không chỉ chứa không gian và vật chất, mà còn chứa cả duy độ thời gian, nhưng hiện tại đối với duy độ thời gian, ngươi vẫn chưa thành thục, vì vậy không thể dùng đến duy độ thời gian. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, muốn học cách khống chế thời gian không? Diệp Huyên gật đầu. Đạo Nhất khẽ nhếch môi. Vẻ mặt tươi cười xấu xa, nhưng có chút đau đớn đấy.
Diệp Huyên nghiêm mặt nói, xin tận tình ngược đãi ta đi. Đạo Nhất đột nhiên điểm vào giữa hàng mày Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa thì Diệp Huyên đã ở trong không gian với những điểm sáng xung quanh. Lúc này, âm thanh của Đạo Nhất xuất hiện bên trong đầu Diệp Huyên, đây chính là thế giới duy độ thời gian, người dị duy tồn tại trong thế giới như vậy, ngươi nhìn phía sau đi. Diệp Huyên quay người nhìn, sau lưng hắn nhìn thấy bản thân mình và Đạo Nhất, mà lúc này, mình kia đang nói gì đó với Đạo Nhất, đột nhiên, Đạo Nhất bỗng đánh một quyền vào bụng mình. Thấy vậy, Diệp Huyên cũng ngây người. Đây chẳng phải là chuyện xảy ra vừa nãy sao? Âm thanh Đạo Nhất lại vang lên, trong thế giới người dị duy, quá khứ cùng hiện tại và tương lai đều thật sự tồn tại, cũng có thể thay đổi được. Diệp Huyên trầm giọng nói, thay đổi quá khứ, thay đổi tương lai. Đạo Nhất nói, đúng vậy, có phải cảm thấy rất vô địch không? Diệp Huyên gật đầu, nếu người dị duy thật sự có thể làm được như vậy thì chính là vô địch rồi. Lão tử bây giờ không đánh được ngươi, nhưng, ta có thể quay về quá khứ đánh chết ngươi. Vừa nghĩ, Diệp Huyên đã cảm thấy da đầu tê dần. Chủng tộc này chẳng phải vô địch rồi sao? Lúc này, Đạo Nhất chợt nói, người dị duy đối với chủng tộc khác, thực sự có tính đe dọa, bởi vì bọn họ có thể đảo ngược thời gian, đảo ngược quá khứ và tương lai. Nhưng, bọn họ cũng không phải vô địch, có hai cách có thể chống lại bọn họ. Thứ nhất, trực tiếp phá hủy duy độ thời gian, nếu là phá hủy duy độ thời gian thì đồng nghĩa với việc tiêu diệt bọn họ, thời gian không còn nữa, thì quá khứ tương lai gì đó cũng không còn. Nhưng, muốn tiêu diệt duy độ thời gian thì rất khó, trong lịch sử, vũ trụ này chỉ có 4 người có thể thật sự làm được trên lý thuyết. Chủ nhân lúc trước, còn có đại ca, phụ thân và muội muội ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, người dị duy có thể làm được không? Đạo Nhất nói, có. Nhưng cũng không nhiều, kiểu người có thể trực tiếp tiêu diệt thời gian này, dù là ở dị duy giới cũng thuộc về hàng đỉnh cao rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên u ám, một lúc sau, hắn lại hỏi, cách thứ hai thì sao? Đạo Nhất nói, cách thứ hai chính là lợi dụng thời gian giết chết bọn họ, trong khoảng thời gian nhất định, thời gian chỉ có thể đảo nghịch một lần, khi đối phương đang ở lúc thời gian đảo nghịch thì ngươi cũng vậy, ví dụ, đối phương quay về quá khứ vậy ngươi cũng quay về quá khứ. Khi đối phương quay về quá khứ, trong thời gian ngắn thì không thể đảo nghịch thời gian được nữa, nếu trong lúc này ngươi giết chết hắn thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tương lai thì sao? Đối phương có thể đến tương lai không? Đạo Nhất cười nói, cho dù là người dị duy, muốn đến tương lai cũng rất khó. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Đạo Nhất giải thích, người đã bỏ qua một chuyện, đó là tương lai thì không xác định. Là chưa biết, rất đa dạng. Nói đơn giản thì ngươi làm một chuyện, có thể sẽ để lại rất nhiều hậu quả, tương lai cũng vậy, bây giờ ngươi ra một quyết định, có khả năng sẽ để lại rất nhiều kiểu tương lai. Vì vậy, dù là người dị duy, cũng sẽ không đến tương lai dễ dàng được, vì tương lai mà ngươi đến chưa chắc là chính xác. Hơn nữa, đến tương lai, rất có khả năng nghịch chuyển hiện tại, tính không xác định và tính bất ổn như vậy, bọn họ cũng sẽ sợ. Duy độ thời gian tương lai này, chính là trở ngại hiện tại của người dị duy, vì bọn họ cũng không hoàn toàn nắm giữ tương lai, thậm chí không thể tự do xuyên qua tương lai. Có thể nói, đây cũng là một điểm yếu của bọn họ. Diệp Huyên nhẹ giọng nói như vậy, ngay cả người dị duy, căn bản cũng không thể đảo nghịch tương lai, đúng không? Đạo Nhất cười nói, ngươi lại sai rồi. Bọn họ có thể đến tương lai, nhưng, khi bọn họ đến tương lai thì người khác cũng ở tương lai. Ví dụ, nếu ta muốn đến tương lai giết ngươi, khi ta đến được tương lai cũng sẽ có ngươi, nếu hiện tại ta không giết được ngươi, ta đến tương lai có thể giết được ngươi không? Rất khó, bởi vì ở tương lai, có thể ngươi còn mạnh hơn ta. Hiện tại đánh không được, tương lai cũng chưa chắc đánh được, giống như cô gái váy trắng, cho dù người dị duy đến tương lai cũng không đánh được nàng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu người dị duy quay về quá khứ, cũng chính là lúc Thanh Nhi còn nhỏ để giết nàng ấy thì sao? Nếu vậy thì chẳng phải có thể giết chết rồi sao? Đạo Nhất cười nói, người nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng, ngươi lại quên một vấn đề, chính là duy độ thời gian. Nếu muốn quay về quá khứ nàng ta giết nàng ta thì buộc phải bước vào duy độ thời gian của nàng ta, mà với thực lực hiện tại của nàng ta, ngay cả thời gian cũng có thể xóa sổ,
thì ngươi đi vào duy độ thời gian nàng ta chẳng phải tự tìm đường chết sao? Vì vậy, muốn giết nàng ta, chỉ có một cách, chính là hiện tại, thực lực hiện tại vượt qua nàng ta thì có thể giết chết nàng ta, ngoài ra, không còn cách nào khác, tuyệt đối đừng đến tương lai, vì tương lai của nàng ta có thể còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, cười nói, nghe nói như vậy, ta phát hiện, người dị duy hình như cũng không đến mức vô địch. Đạo Nhất nói, đó là đối với cô gái váy trắng, còn với người khác, ví dụ như với ngươi. Ngươi có thể tiêu diệt thời gian sao? Người dị duy muốn giết ngươi, cũng không cần chơi nhiều chiêu trò gì, trực tiếp đánh một quyền cũng có thể giải quyết ngươi rồi. Diệp Huyên. Lúc này, không gian xung quanh Diệp Huyên đã khôi phục lại bình thường. Đạo Nhất xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, kể từ bây giờ, người bắt đầu tu luyện làm sao để nắm giữ thời gian. Diệp Huyên gật đầu, được. Đạo Nhất lập tức đưa Diệp Huyên biến mất. Trong một vùng tinh không chưa biết, một kiếm tu mặc trường bào trắng như mây chậm rãi bước đi. Kiếm tu đi không biết qua bao lâu, đột nhiên, không gian trước mặt hắn ta đột nhiên dao động kỳ lạ, một bóng người hư ảo xuất hiện trước mặt hắn ta. Bóng người hư ảo, loài người. Kiếm tu gật đầu. Bóng người hư ảo, sinh vật cấp thấp. Kiếm tu nhìn bóng người, chém ra một kiếm. Bù. Bóng người hư ảo kia còn chưa kịp phản ứng, kiếm đã xuyên thẳng qua thân thể hắn ta. Bóng người hư ảo cười lạnh, ngươi mà có thể giết ta. Người dị duy ta đều tồn tại trong duy độ thời gian, ngươi. Nói đến đây, âm thanh bóng người hư ảo đột nhiên trở nên hoảng sợ. Sao có thể, ngươi lại có thể xóa bỏ được thời gian? Kiếm tu thu kiếm về đi đến trước mặt bóng người hư ảo, hắn ta liếc nhìn bóng người hư ảo, có chút nghi hoặc, xóa bỏ thời gian chẳng phải là chuyện rất đơn giản sao? Tại sao ngươi lại kinh ngạc như vậy? Bóng người hư ảo. Xóa bỏ thời gian là chuyện rất đơn giản. Bóng người hư ảo on gong cả đầu. Kiếm tu bước đi về phía xa, như nghĩ đến gì đó. Hắn ta lại nói, ở thế giới này của các ngươi, xóa bỏ thời gian rất khó sao? Bóng người hư ảo hỏi ngược lại, ngươi thấy rất đơn giản sao? Kiếm tu liếc nhìn kiếm trong tay, xem như đơn giản. Bóng người hư ảo. Kiếm tu lại hỏi, người dị duy các ngươi đều yếu như vậy sao? Bóng người hư ảo. Người dị duy chết rồi. Thật sự biến mất rồi. Bởi vì một kiếm của kiếm tu đã xóa đi cả thời gian duy độ. Sau khi kiếm tu chém chết một người dị duy, hắn ta ngược lại cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn ta có hơi thất vọng. Yếu như thế sao? Không nên vậy chứ. Kiếm tu nhìn về phía xa xa, hắn ta tiếp tục tiến tới. Hơn 100.000 năm rồi. Chỉ có năm đó khi gặp thiên mệnh, hắn ta mới có một loại cảm giác giống như sống lại. Cảm giác có đối thủ thật quá tuyệt vời. Đáng tiếc, bây giờ hai người này chỉ quan tâm tiểu tử kia. Nhưng mà không sao, ba người bọn họ chung quy sẽ có một trận chiến. Chỉ là trong thời gian này, thật sự rất nhàm chán. Dường như nghĩ đến điều gì, kiếm tu quay đầu nhìn, hắn lắc đầu cười, thật hâm mộ tiểu tử kia. Tiểu tử kia mà hắn nói đương nhiên chính là Diệp Huyên. Có thể bị đánh bại. Chẳng phải là một loại hạnh phúc sao? Nếu như Diệp Huyên biết được suy nghĩ của kiếm tu, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Kiếm tu thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía xa. Hắn ta thong dong tự tại không cầu điều gì. Chỉ cầu cuộc sống có chút khó khăn. Hắn ta cũng không cầu chết. Cũng không cầu bại. Hắn ta chỉ cầu có người có thể khiến hắn ta xuất hai kiếm. Chỉ hai kiếm. Yêu cầu này cao lắm sao? Chấm 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 chấm. Bên hồ, trong nhà trúc, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ở trước mặt hắn, là Đạo Nhất. Mà ở bên cạnh hai người còn có đám người An Lan Tú và Tiểu Thất. Tất cả mọi người đều đang yên lặng nghe Đạo Nhất giảng giải thời gian. Đạo Nhất không chỉ dạy một mình Diệp Huyên, mà dạy luôn cả bạn bè của Diệp Huyên. Giống như đám An Lan Tú. Những người này đều là vô cùng ưu tú, sau này có thể trở thành người giúp đỡ cho Diệp Huyên. Không thể không nói, trong lòng Diệp Huyên và những người khác vẫn vô cùng kinh ngạc. Thời gian. Đây là bọn họ lần đầu tiên tìm hiểu một cách kỹ càng về thời gian, mà khi có thể điều khiển được thời gian, vậy thì sẽ khủng bố đến mức.
nhưng điều khiến Diệp Huyên có chút không hiểu đó là, vì sao Đạo Nhất lại hiểu rõ về thời gian như vậy? Phải biết rằng, Đạo Nhất không phải là pháp tắc thời gian. Hắn cũng không hỏi nhiều. Cứ như vậy, sau khoảng một tháng, Đạo Nhất bắt đầu dẫn đám người Diệp Huyên vào trong thời gian duy độ. Trong thời gian duy độ, mọi người nhìn những người ở thế giới bên ngoài thật sự giống như là thần đang nhìn chúng sinh vậy. Trong mắt người bên trong thời gian duy độ, những người ở bên ngoài giống như một người trong suốt. Đây là duy độ áp chế thật sự. Bởi vì hiện tại con người ở vũ trụ này căn bản không hiểu biết nhiều về thời gian, càng không bàn đến nghịch thời gian. Nửa tháng sau, đám Diệp Huyên bắt đầu thực hành. Không phải hủy diệt thời gian, với thực lực hiện tại của bọn họ, muốn hủy diệt thời gian là việc vô cùng khó, bây giờ bọn họ chỉ có thể quen dần với thời gian, sau đó khống chế thời gian. Kỳ thực Diệp Huyên có hơi cảm khái, lúc trước, hắn cơ bản đều là tự mình lần mò, cách lần mò như vậy là rất chậm, bởi vì rất nhiều vấn đề đều phải tự mình đi giải quyết. Nhưng hiện tại sau khi có người chỉ bảo, việc tu luyện thật sự là làm ít công to. Bớt được rất nhiều đường vòng. Điều quan trọng nhất là, hắn hiện tại có thể học được rất nhiều tri thức mà trước đây hắn chưa từng tiếp xúc qua. Đồng thời, hắn cũng hiểu được, vì sao hắn lại không thể đánh thắng những pháp tắc vũ trụ này. So với những pháp tắc vũ trụ này, hắn thật sự chỉ giống như một đứa trẻ trong phương diện võ đạo. Bên hồ, Đạo Nhất và pháp tắc Tai Ách đang chơi cờ. Bên ngoài, không biết đã có mưa nhỏ từ bao giờ, chỗ này thường xuyên có mưa. Tai Ách cầm một quân cờ đặt xuống, sau đó nói, hắn học rất nhanh. Đạo Nhất cười nói, bọn họ đều học rất nhanh. Tai Ách nhẹ giọng nói, nếu năm đó không có chủ nhân dạy chúng ta liệu có tốt hơn bọn họ không? Đạo Nhất mỉm cười, sao bỗng nhiên lại có loại cảm khái này? Tai Ách lắc đầu, chỉ là có chút hoài niệm năm đó. Đạo Nhất trầm lặng một lúc, sau đó cầm lấy một quân cờ đặt xuống, một người ưu tú càng cần nữa có người dẫn dắt, không có người dẫn dắt, sự ưu tú của hắn sẽ bị giới hạn. Cũng giống như một người đầu bếp, người muốn hắn làm ra món ăn ngon, ít nhất phải cho hắn nguyên liệu đúng không? Nền tảng rất quan trọng, hoàn cảnh rất quan trọng. Tai Ách nhìn thoáng qua Đạo Nhất, người vẫn thích giảng đạo lý. Đạo Nhất cười nói, chịu ảnh hưởng từ chủ nhân. Tai Ách nhẹ giọng nói, nói như vậy, nếu không có chủ nhân, thực ra, chúng ta cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, đúng không? Đạo Nhất khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có ưu tú hơn bọn họ không? Khi cùng độ tuổi. Tai Ách lắc đầu. Đạo Nhất mỉm cười, trên thế giới này người ưu tú rất nhiều, nhưng không phải người ưu tú nào cũng có thể liều mình ra. Nói xong, nàng ta dừng một chút, lại nói, sau khi tiếp xúc với tiểu tử này, ta có một cảm xúc rất sâu sắc. Tai Ách hơi tò mò, là gì? Đạo Nhất lại cầm một quân cờ đặt xuống, có chỗ dựa thật tốt. Tai Ách. Đạo Nhất cười nói, ta cũng muốn có một muội muội mạnh như vậy. Tai Ách trầm giọng nói, nàng ta sẽ không giúp thế giới này chống lại dị duy giới, đúng không? Đạo Nhất gật đầu. Tai Ách nhíu mày, cho dù chủ nhân cầu xin nàng ta cũng sẽ không giúp. Đạo Nhất nhẹ giọng nói, nhà đầu ngốc, người nhà. Quá xem nhẹ nàng ta rồi. Tất cả mọi người đều xem nhẹ nàng ta rồi. Bao gồm cả chủ nhân. Tai Ách cau mày càng sâu hơn, nói như thế nào? Đạo Nhất hướng mặt về phía chân trời, nhẹ giọng nói, trong mắt nàng ta, chúng sinh như con kiến. Người nàng ta thật sự quan tâm, chỉ có một, đó chính là chủ nhân. Mà sau khi chủ nhân lựa chọn đi con đường võ đạo, nàng ta hy vọng chủ nhân cá thể trở nên mạnh như nàng ta. Biết vì sao không? Tai Ách lắc đầu, không biết. Đạo Nhất cười nói, bởi vì nàng ta nghĩ muốn mãi mãi ở cùng với chủ nhân. Tai Ách nhíu mày, chẳng lẽ hiện tại không thể sao? Đạo Nhất nhẹ giọng nói, theo thời gian, nàng sẽ không chết, nhưng là, chủ nhân sẽ chết. Nàng có thể không dính tất cả nhân quả, nhưng mà chủ nhân không thể, hơn nữa, chủ nhân vẫn ở trong cõi trần, mà nàng ta thì đã muốn siêu thoát trần thế, siêu thoát hết thảy. Chủ nhân muốn ở cùng với nàng ta, chỉ có siêu thoát trần thế, tất cả nhân quả không dính thân, vô địch thế gian. Đương nhiên, về phần còn có ý nghĩ khác hay không, ta cũng không biết. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhíu mày, lúc trước chủ nhân từng nói với ta, chủ nhân nói,
nàng cảm nhận thấy một vài chuyện không tốt, về phần cụ thể là chuyện gì, nàng ta cũng không nói gì. Tai Ách trầm giọng nói, chuyện không tốt, là chỉ dị duy giới sao? Đạo Nhất lắc đầu, không quá khả thi, người dị duy có lẽ sẽ không mang đến loại cảm giác này cho nàng ta. Có thể là chuyện gì khác? Nói xong, nàng ta dừng một chút, lại nói, thực ra, cho dù là nàng ta hay là cha của chủ nhân, so với chúng ta thì càng có mong muốn bức thiết đối với việc chủ nhân trở nên mạnh hơn. Chỉ có điều, chúng ta hy vọng chủ nhân mạnh hơn, là muốn chủ nhân có thể có thực lực đối mặt với dị duy giới, còn mục đích của bọn họ có thể là khác. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu cười, nhưng hai người bọn họ đều không thể thật sự nghiêm khắc với chủ nhân. Tai Ách nói, cho nên, bọn họ mắt nhắm mắt mở với cách làm của ngươi. Đạo Nhất gật đầu, nàng ta nhìn xuống bàn cờ, nhẹ giọng nói, bọn họ mong đợi rất lớn đối với chủ nhân, nhưng bọn họ lại không thể mang theo chủ nhân, bởi vì nếu bọn họ mang theo chủ nhân căn bản không có cảm giác nguy hiểm, trong tình cảnh như vậy, chủ nhân rất khó trưởng thành, hơn nữa, sẽ càng ngày càng ỷ lại vào bọn họ. Nói xong, nàng ta đứng dậy, ưỡn lưng, cười nói, không chơi cờ nữa. Ngươi có chơi thế nào cũng không thắng được ta. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất ở cách đó không xa. Tai Ách nhìn bàn cờ trước mặt, nhẹ giọng nói, sao ta lại không thể đánh thắng người này vậy chứ? Chấm chấm chấm. Trong một tinh không nào đó, Diệp Huyên nhìn trước mặt, ở trước mặt hắn là một thời gian duy độ, đây là chính thời gian duy độ của hắn. Một thời gian duy độ, có thể nói chính là một thế giới. Nhưng, hắn cũng phát hiện ra một điểm, đó là thời gian duy độ này rất khó khống chế. Ví dụ như, hiện tại hắn muốn trở về phía trước, đây là việc vô cùng khó, bởi vì nếu hắn muốn trở lại phía trước, thì nhất định phải nghịch thời gian. Mà muốn nghịch thời gian, chuyện này là rất khó, cho dù bây giờ thân thể của hắn là thân thể duy độ, cũng khó mà làm được. Nhưng mà, sau khi có thời gian duy độ, lúc này, Đạo Nhất xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyên, cười nói, thế nào rồi? Diệp Huyên cười khổ, hiện tại vẫn khó trở về trước. Đạo Nhất cười nói, thời gian giống như một con sông dài, thuận dòng đi xuống rất đơn giản, nhưng là, muốn nghịch dòng mà lên, đó không phải việc khó bình thường. Nhưng ngươi không cần phải nghịch chuyển thời gian hay gì đó, việc ngươi phải làm chính là chặt đứt thời gian. Diệp Huyên chớp mắt, chặt đứt thời gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 145.